Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 13. Trần Anh Tuấn chết. Không có người ngoài, Viên Mộc mới nghiêm túc nói, vừa rồi nếu anh đến chậm một chút, có lẽ tính mạng của chú sẽ không còn. Ý anh là gì? Viên Thiệu lộ vẻ kinh ngạc. Viên Mộc đột nhiên hỏi, chú nghĩ xem, nếu nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ nằm ở Châu Thành, sẽ là một gia tộc như thế nào? Viên Thiệu trả lời không chút do dự, nhà họ Mục được nhà họ Hàn hậu thuẫn, được xem là gia tộc đứng đầu sau gia tộc quyền quý nhất ở tỉnh Lỵ. Nếu nằm ở Châu Thành, thì cho dù nhà họ Viên và nhà họ Trần hợp tác lại cũng chưa hẳn đã là đối thủ của nhà họ Mục. Chính xác hơn là cho dù toàn bộ các gia tộc lớn ở Châu Thành hợp lại, cũng chưa hẳn là đối thủ của nhà họ Mục. Viên Mộc nói thêm, rồi tiếp tục nói, khoảng một tiếng rưỡi trước, tại nhà hàng Bắc Viên Xuân, người mà chú nói là thằng vô dụng ấy đã giẫm gãy một cánh tay của Mục Trấn ngay trước mặt Mục Đông Phong. Còn Trần Anh Hào cũng phải quỳ dưới chân anh ta để cầu xin tha thứ. Gì chứ? Viên Thiệu sửng sốt, kinh ngạc nói anh không đùa em chứ? Sao như thế được? Viên Mộc hừ lạnh, đó chính là sự thật, trong phòng riêng lúc đó, ngoài Mục Đông Phong, còn có rất nhiều ông chủ các gia tộc lớn ở Châu Thành đã tận mắt chứng kiến chuyện này. Mục Đông Phong gần 40 tuổi, vợ ông ta mới sinh ra Mục Trấn, lớn tuổi rồi mới có con nên ông ta rất mực cưng chiều Mục Trấn. Thế nhưng Dương Thanh vẫn ngang nhiên giẫm gãy tay Mục Trấn ngay trước mặt tất cả mọi người, bây giờ chú còn nghĩ Dương Thanh chỉ đơn giản là một thằng ở rể thôi không? Viên Thiệu thẫn thờ, hắn ta biết Viên Mộc sẽ không nói dối mình. Nghĩ đến những ân oán với Dương Thanh trước đây, rồi nghĩ lại việc Mục Trấn bị giẫm nát cánh tay ở chốn đông người, hắn ta bỗng thấy vô cùng may mắn, ít ra Dương Thanh vẫn chưa động chạm gì đến hắn. Đúng rồi, vừa rồi mấy chú không làm gì anh ta đấy chứ? Viên Mộc bỗng lo lắng hỏi. Viên Thiệu vội lắc đầu, anh à, mọi chuyện tối nay đều do Trần Anh Tuấn sắp đặt cả, kể cả việc tìm sát thủ cũng không liên quan gì đến em. Sao cơ, mấy chú tìm cả sát thủ tới à? Viên Mộc vô cùng ngạc nhiên, quát lên. Viên Thiệu sợ suýt khóc, vội nói, Trần Anh Tuấn gọi sát thủ tới, em thực sự không nhúng tay vào chuyện này. Khốn kiếp! Viên Mộc tức giận nói, anh đã cảnh báo chú từ lâu. Anh ta có thẻ đen của Ngân hàng Thế giới, đủ để chứng minh anh ta không đơn giản. Anh cũng đã từng nói rằng ân oán giữa chúng ta với anh ta đều do Trần Anh Tuấn gây ra, việc đối phó với anh ta là việc của Trần Anh Tuấn, vậy mà chú vẫn còn làm bừa với thằng Tuấn. Anh, em thực sự biết sai rồi. Anh chỉ cho em đi, nếu anh ta thật sự muốn giết em, thì em phải làm sao? Viên Thiệu bỗng lo sợ, ngay cả Mục Trấn mà Dương Thanh còn dám đánh, huống chi là hắn. Anh ta sẽ không ra tay với chú đâu, nếu không lúc nãy sẽ không tha cho chú rồi. Sau một hồi suy nghĩ, Viên Mộc hạ giọng nói, sau đó hỏi, chú có chắc là sát thủ kia không liên quan gì đến chú không? Em chỉ đưa 1 triệu. Viên Thiệu đã nói sự thật, bốp. Viên Mộc trở tay tát một cái, tức giận nói, đồ khốn kiếp, lúc nãy sao không nói với anh? Anh, cho dù bây giờ anh có đánh chết em thì chuyện cũng đã rồi. Anh thử nghĩ cách xem giờ em phải làm sao. Viên Thiệu khóc thật rồi, nhưng không phải vì bị đánh, mà vì sợ Dương Thanh. Trong ấn tượng của hắn ta, Mục Trấn là kẻ cực kỳ ngang ngược bá đạo. Hắn đã sợ thằng con rời đó đến tận xương tủy từ lâu rồi. Nhưng giờ đột nhiên biết được, Mục Trấn khiến mình sợ chết khiếp lại bị Dương Thanh giẫm nát cánh tay ngay trước mặt Mục Đông Phong, nỗi sợ của Viên Thiệu đối với Dương Thanh đã lên đến cực điểm. Chuyện này anh không thể quyết được, đợi về nhà xem bố nói thế nào, Viên Mộc tức giận nói. Một bên khác, tại Ngũ Hành Sơn. Ngay khi Viên Mộc và Viên Thiệu rời đi, Trần Anh Tuấn cũng đi luôn. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta biết chắc chắn đã có chuyện lớn, nếu không Viên Mộc không thể phủi sạch quan hệ với anh ta ở chốn đông người thế được. Sau khi rời khỏi Ngũ Hành Sơn, trên đường đi, anh ta đã lái xe với tốc độ nhanh nhất. Không hiểu sao, anh ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác như sắp gặp phải nguy hiểm. Và cảm giác này mạnh đến mức khiến anh ta sợ hãi. Vèo. Đúng lúc này, trước đầu xe đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu đen. Trần Anh Tuấn vô thức phanh gấp, khi xe dừng lại, anh ta phát hiện cái bóng đen vừa ở trước đầu xe đã biến mất. Vãi, không phải là ma chứ? Khuôn mặt của Trần Anh Tuấn đầy sợ hãi. Anh ta bất giác liếc nhìn thời gian. Tình cờ vừa đúng nửa đêm. Lúc này, xung quanh một màu tối om, thậm chí còn không có ánh trăng,
chỉ có đèn xe. Từng thớ thịt trên người Trần Anh Tuấn đều đang run rẩy, vừa rồi chiếc xe đã bị chết máy vì cú phanh gấp. Lúc anh ta tìm cách khởi động lại chiếc xe, lại chợt phát hiện mình có làm thế nào xe cũng không thể nổ máy. Mẹ nó! Trần Anh Tuấn đập tay vào vô lăng, vẻ mặt đầy tức giận. Bây giờ, anh ta phải ra khỏi xe để xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa xuống xe, sau lưng đột nhiên có một luồng gió lạnh lẽo thổi đến, khiến anh ta sởn hết gai ốc. Ai đấy? Anh ta quay phắt người lại, nhưng không có gì cả. Nỗi sợ hãi trong lòng mang đến cho anh ta một linh cảm rất xấu. Rõ ràng vừa rồi anh ta thấy phía trước xe có người nên phanh gấp, nhưng giờ thì một bóng người cũng không có, xe thì đã bị hỏng. Đối với Trần Anh Tuấn, quả thật là họa vô đơn chí. Bụp! Anh ta vừa mở mui xe để chuẩn bị kiểm tra thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện, đá bay anh ta. A! Trần Anh Tuấn hét lên một cách điên cuồng, không phải vì đau, mà là nỗi sợ hãi trong lòng. Tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa, xin đừng giết tôi. Ngay sau khi Trần Anh Tuấn ngã xuống đất, anh ta đã vội quay người, dập đầu xuống đất rất mạnh. Mày đã làm gì sai? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Tôi. Trần Anh Tuấn nói liên tiếp hai từ tôi, thì không biết phải nói gì. Xem ra mày đã làm quá nhiều điều tồi tệ đến nỗi chính mày cũng không biết phải nói cái nào trước. Giọng nói đó đầy sát khí. Trần Anh Tuấn đột nhiên hoàn hồn, sau đó mới nhận ra, đó không phải ma, mà là người. Dưới sự ánh đèn xe lờ mờ, anh ta nhìn thấy một bóng người màu đen, trên tay xách theo một con dao găm màu bạc, từng bước đến gần anh ta. Mày là ai? Trần Anh Tuấn run lên bần bật. Dù không phải là gặp ma nhưng những gì sắp xảy ra còn khiến anh ta sợ hơn. Đối phương đá văng anh ta, sau đó tiếp cận anh ta với một con dao găm, rõ ràng là muốn giết chết anh ta. Thấy người kia ngày càng đến gần mình, Trần Anh Tuấn sợ đến nỗi sắp khóc. Anh ta bỗng nhiên đứng bật dậy rồi xoay người bỏ chạy. Vù! Anh ta vừa mới chạy được 3-4 mét, một tia sáng lạnh lẽo vụt tới, trong nháy mắt mũi dao găm ngay cổ họng của anh ta. Trần Anh Tuấn hai tay ôm lấy cổ, từ từ ngã nhào xuống đất, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Người mặc đồ đen quay lưng, chìm trong bóng tối, hệt như một vị thần trong đêm. Cùng lúc đó, Dương Thanh và Tô San vừa trở về khách sạn. Điện thoại của Dương Thanh bỗng có tin nhắn đến, Trần Anh Tuấn đã chết. Tức giận quát tháo. Rất nhanh sau đó, một tin tức lan truyền khắp Châu Thành khiến vô số người sửng sốt. Trần Anh Tuấn, người con ưu tú đời thứ ba của nhà họ Trần, bị đâm một nhát vào cổ họng, chết phơi thây ngoài đồng hoang. Gia tộc họ Trần là gia tộc đứng đầu ở Châu Thành là địa bàn của họ, nhưng lại có người dám giết Trần Anh Tuấn ngay tại đây, việc này như là một cái tát vào mặt nhà họ Trần vậy. Trong một biệt thự riêng biệt sang trọng của nhà họ Trần, thi thể của Trần Anh Tuấn nằm trên mặt đất, người bê bết máu, trên cổ có một vết dao trông rất đáng sợ. Tuy người đã chết nhưng trên mặt vẫn còn hiện rõ mồn một nỗi khiếp đảm, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Có thể tưởng tượng được anh ta đã tuyệt vọng như thế nào trước khi chết. Con cháu dòng chính của nhà họ Trần đều đã có mặt đông đủ. Trần Hưng Hải ngồi vị trí chủ tọa, vẻ mặt lão ta vô cùng ảm đạm. Một người đàn ông trung niên đang ngồi sát bên phía tay trái của lão ta, lúc này khuôn mặt ông ta vô cùng đau khổ. Ông ta chính là Trần Hạo, bố của Trần Anh Tuấn. Trần Anh Hào đứng cạnh ông ta, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi khi chứng kiến cảnh em trai mình bị một con dao cắm thẳng vào cổ họng. Rốt cuộc là kẻ nào dám giết cháu trai của Trần Hưng Hải tao, tao sẽ băm nó thành ngàn mảnh. Trần Hưng Hải giống lên, hai mắt lão đỏ hoe. Tối nay đã xảy ra hai chuyện. Thứ nhất là việc Trần Anh Hào đắc tội với Mục Đông Phong khiến lão ta đã phải tự mình đến nhà hàng tìm Mục Đông Phong. Vì cứu Trần Anh Hào mà nhà họ Trần đã phải trả cái giá rất đắt. Nhưng kết quả là, lão vừa đàm phán xong một hiệp ước bất bình đẳng với Mục Đông Phong thì Trần Anh Hào lại bị một thanh niên nào đó bắt phải quỳ xuống xin lỗi. Chuyện thứ hai là cái chết của Trần Anh Tuấn. Trong nhiều năm trở lại đây, nhà họ Trần và nhà họ Viên đã bắt tay nhau thống trị Châu Thành, chưa bao giờ họ lâm vào cảnh điêu đứng như vậy. Chỉ trong một đêm mà đã gặp không biết bao nhiêu chuyện không hay rồi. Bố, nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này, cho dù là ai. Đã dám giết anh Tuấn thì đó chính là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Trần chúng ta. Trần Hạo nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy nước mắt.
Đó là điều đương nhiên. Trần Hưng Hải lạnh lùng nói. Đúng lúc này, bóng một người trung niên vội vã chạy vào biệt thự. Ông chủ, cơ bản đã điều tra rõ chuyện này rồi. Mọi chứng cứ đều chỉ vào chàng trai tên Dương Thanh, nhưng không tìm ra chứng cứ xác thực. Người đàn ông trung niên nói. Cậu nói có liên quan đến ai? Trần Hưng Hải đứng bật dậy, Trần Anh Hào cũng nghe thấy một cái tên quen thuộc, cả người anh ta run lên. Một chàng trai tên là Dương Thanh, đến từ Giang Hải, cậu ta ở rể, chính là người mà Tô San của nhà họ Tô ở Giang Hải đưa đi, người đàn ông trung niên đã báo cáo hết tất cả những gì mình điều tra được. Bao gồm cả việc Trần Anh Tuấn tìm người ám sát Dương Thanh, cũng đã được điều tra rõ ràng. Tuy nhiên, tất cả những tin tức về Dương Thanh vẫn chỉ là thông tin hời hợt nhất. Sau khi nghe người đàn ông trung niên báo cáo, Trần Hưng Hải đột nhiên đập mạnh tay lên bàn, hai mắt đỏ bừng, quát lớn, lại là mày. Chỉ là một thằng ở rể mà dám đối đầu với nhà họ Trần tao, đúng là không biết lượng sức. Lúc trước khi gặp Dương Thanh ở nhà hàng Bắc Viên Xuân, vì Mục Đông Phong nhún nhường nên lão không dám tự tiện ra tay, dù sao thì con trai của Mục Đông Phong cũng bị Dương Thanh đánh gãy tay mà. Mục Đông Phong không nói sẽ ra tay với Dương Thanh nên lão ta cũng không dám. Nhưng bây giờ, Trần Anh Tuấn đã chết, mà cái chết lại có liên quan đến Dương Thanh, điều này khiến lão ta không thể nhẫn nhịn được. Ông chủ Mục, Trần Hưng Hải lập tức gọi điện cho Mục Đông Phong, trầm giọng nói, ông chủ Mục, chắc cậu đã nghe nói việc cháu trai nhỏ của tôi bị giết rồi phải không? Đương nhiên là Mục Đông Phong đã nghe được chuyện này, vội vàng hỏi, ông chủ Trần. Tôi đang định gọi hỏi ông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Ông chủ Mục, không biết cậu đã điều tra về kẻ đã đánh gãy tay cậu Trần ở Bắc Viên Xuân lần trước chưa? Trần Hưng Hải hỏi. Mục Đông Phong sửng sốt, vội nói, tôi đã cho người đi điều tra rồi, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Tôi đã điều tra cặn kẽ về nó rồi. Thực ra, nó không phải là cậu ấm của gia đình quyền thế gì đâu, mà chỉ là một thằng ở rể mà thôi. Trần Hưng Hải nói hết những thông tin mà thuộc hạ lão đã điều tra được về Dương Thanh với Mục Đông Phong. Mục Đông Phong không nói gì, cho đến khi Trần Hưng Hải nói xong ông ta mới hỏi, chuyện này liên quan gì đến cái chết của cháu trai nhỏ của ông? Mặc dù chưa có bằng chứng, nhưng theo như những gì điều tra được, thì cái chết của cháu trai tôi có liên quan đến Dương Thanh. Trần Hưng Hải nói, tôi định xử nó, muốn nói cậu biết trước. Mục Đông Phong vội nói, chuyện này, tôi cũng muốn góp sức. Dám đánh gãy tay con trai tôi muốn nó phải chết. Vốn dĩ, Mục Đông Phong muốn đợi sau khi điều tra rõ ràng về lai lịch của Dương Thanh rồi mới ra tay, nhưng giờ cháu trai của Trần Hưng Hải đã bị giết, chắc chắn tin tức mà lão ta điều tra ra được sẽ không sai được. Mục Đông Phong lập tức đồng ý ra tay, sau khi bàn bạc về biện pháp đối phó với Dương Thanh qua điện thoại xong, cả hai mới cúp máy. Bên này, Dương Thanh và Tô San đã về đến khách sạn. Dương Thanh, đêm nay, cảm ơn anh nhé. Trước cửa khách sạn, Tô San nói với vẻ biết ơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vốn dĩ cô ta định quyến rũ Dương Thanh, nhưng theo hiểu biết hiện giờ của cô ta về Dương Thanh, cô ta biết mình hoàn toàn không thể thành công. Nếu làm quá, ngược lại sẽ khiến đối phương phản cảm. Mặt khác, trong lòng Tô San cũng rất mâu thuẫn, một bên là cô bạn thân nhất của mình. Một bên lại là chàng trai mà mình khó khăn lắm mới có cảm tình. Cô ta rất trân trọng tình cảm giữa mình và Tần Thanh Tâm. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Dương Thanh, cô ta lại không khống chế được mà muốn chiếm hữu anh. Dương Thanh khẽ cười, không có gì. Nói xong, anh dứt khoát trở về phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, Dương Thanh nhận được điện thoại của Tô San. Dương Thanh, Trần Anh Tuấn chết rồi. Giọng Tô San mang đầy vẻ kinh hoàng. Dương Thanh bình thản nói, đúng là ác giả ác báo, chết rồi cũng tốt, sau này chuyện hôn sự giữa cô và anh ta sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nghe ra được sự bình tĩnh trong lời nói của Dương Thanh, nhưng trong lòng Tô San lại trở nên hỗn loạn. Tuy rằng cô ta vẫn chưa biết Dương Thanh là ai, nhưng có một điều chắc chắn là Dương Thanh không phải là người đơn giản. Cô ta đột nhiên rất lo lắng, sợ cái chết của Trần Anh Tuấn có liên quan đến Dương Thanh. Cho dù Dương Thanh có giỏi đến đâu thì nhà họ Trần cũng không phải dạng vừa. Hơn nữa, cho dù cái chết của Trần Anh Tuấn không liên quan gì đến Dương Thanh thì chắc chắn người nhà họ Trần cũng sẽ quy tội cho Dương Thanh thôi. Nếu vì mình mà Dương Thanh gặp nguy hiểm, Tô San sẽ áy náy chết mất. Thôi, không nói với cô nữa, Tâm gọi cho tôi rồi,
Chắc gọi bảo tôi đi dự đám cưới rồi đây, Dương Thanh nói xong liền cúp điện thoại. Tô San ở phòng bên cạnh, một lúc lâu sau cũng không thể bình tĩnh được. Chẳng mấy chốc sau, cô ta nhận được một cuộc gọi từ Tô Thành Vũ. Vừa được nối máy, Tô Thành Vũ đã tức giận quát, Tô San, nói cho bố biết, cái chết của Trần Anh Tuấn có liên quan gì đến con không? Còn nữa, người thanh niên đi cùng con tối hôm qua là ai? Chuyên ăn bám. Đến sáng nay, Tô Thành Vũ mới hay tin Trần Anh Tuấn đã chết. Trước hết ông ta liên lạc với người nhà họ Trần, kết quả vừa nối máy, người nhà họ Trần đã giận dữ mắng ông ta rồi cúp máy luôn. Sau đó ông ta cử người đi nghe ngóng, mới biết chuyện Trần Anh Tuấn từng có thù hằn với một người thanh niên trước khi bị giết. Hơn nữa Tô San vẫn luôn đi với người thanh niên kia. Tuy không có chứng cứ cho thấy cái chết của Trần Anh Tuấn có liên quan tới người thanh niên này, nhưng cậu ta đáng nghi nhất. Bố, con lớn rồi, đi với ai là tự do của con? Tô San tức giận nói, hơn nữa cái chết của Trần Anh Tuấn chẳng liên quan gì tới bọn con hết. Cô ta đã đoán trước được Dương Thanh sẽ bị nghi ngờ. Nhưng không ngờ người đầu tiên nghi ngờ lại là bố cô ta. Con bé trời đánh này, con nói gì thế hả? Tô Thành Vũ lập tức nổi giận quát, con ở yên đó cho bố, bây giờ bố sẽ tới Châu Thành, rồi con phải đến nhà họ Trần với bố để giải thích rõ ràng đấy. Tô Thành Vũ nói rồi cúp máy luôn, không chờ Tô San trả lời. Tuy nhà họ Tô và nhà họ Trần không ở cùng thành phố nhưng bao năm qua vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau, nếu thiếu nhà họ Trần, nhà họ Tô không thể trở thành gia tộc giàu nhất Giang Hải được. Đương nhiên nếu không có nhà họ Tô, nhà họ Trần cũng không thể trở thành một trong hai thế lực mạnh mẽ nhất Châu Thành. Có thể nói nhà họ Trần và nhà họ Tô có liên quan chặt chẽ với nhau, nếu quan hệ này tan vỡ thì cả hai bên đều phải chịu ảnh hưởng cực kỳ lớn. Chính vì thế nên nhà họ Trần và nhà họ Tô mới định kết thông gia để củng cố mối quan hệ này. Có người không muốn nhìn thấy kết quả này nên đã lặng lẽ ra tay với Tô San. Đương nhiên Trần Anh Tuấn cũng từng bị ám sát. Tiếng máy bận vang lên, mắt Tô San đỏ hoe, vô cùng buồn bã. Trái lại, ở phòng bên cạnh, Dương Thanh vừa gọi điện cho vợ và con gái xong, đang nở nụ cười hạnh phúc. Không tệ, đẹp trai đấy. Dương Thanh mặc bộ đồ Armani, nhìn mình trong gương, rất hài lòng, chắc thế này sẽ không khiến tâm mất mặt đâu nhỉ. Nhà họ Châu ở thị trấn Trường Sơn, cũng không giàu có lắm. Nhưng vì có liên quan tới nhà họ Trịnh nên nhà họ Châu cũng được xem như danh gia vọng tộc ở nơi này. Đời thứ hai của nhà họ Châu chỉ có ba anh em, anh cả Châu Ngọc Kiệt, chị hai Châu Ngọc Thúy, em út Châu Ngọc Dung. Về phần đời thứ ba, Châu Ngọc Thúy sinh được hai cô con gái, Châu Ngọc Dung có mỗi Trịnh Mỹ Linh, còn Châu Ngọc Kiệt chỉ có đứa con trai Châu Khải. Ông cụ Châu vô cùng bảo thủ, Châu Khải chính là tương lai của nhà họ Châu. Có thể tưởng tượng được lão ta vui mừng cỡ nào trong hôm nay ngày cưới của Châu Khải. Đám cưới của Châu Khải được tổ chức ở một làng du lịch nông thôn trên thị trấn. Từ sáng sớm, người nhà họ Châu đã ăn mặc chỉnh tề rồi đến làng du lịch, ai cũng cười tươi rói. Nhưng nổi bật nhất vẫn là Tần Thanh Tâm và Tần Y, có cả Tiêu Tiêu nữa. Cho dù ở đâu, những cô gái xinh đẹp vẫn là khung cảnh tuyệt vời nhất. Thanh Tâm, các cháu cứ ngó nghiêng gì thế? Châu Ngọc Dung biết thừa nhưng vẫn hỏi với vẻ mỉa mai. Tần Thanh Tâm chưa kịp lên tiếng, Tần Y đã mỉa lại, cháu thấy dì út cũng đang ngó nghiêng mà. Dì chờ ai thế, chú út à, Tần Y biết rõ Châu Ngọc Dung là người thế nào, bây giờ khách khứa ở khắp nơi, rõ ràng bà ta lại ngứa miệng, định nhắc tới Dương Thanh. Châu Ngọc Dung cũng không giận, cười ha hả, y y, cháu cũng lớn rồi, sao chưa có bạn trai thế? Hay cháu ngó nghiêng ở đây xem có ưng ai không, để dì út làm mối cho cháu nhé. Câu nói này của bà ta lập tức khiến rất nhiều người chú ý. Tần Y vốn xinh đẹp, chẳng riêng gì ở thị trấn nhỏ bé này, khắp Chiêu Châu có đầy đàn ông muốn cưới cô ta. Nhưng Châu Ngọc Dung lại cố tình nói Tần Y đã lớn tuổi, còn định làm mối cho cô ta, như thể không ai cần cô ta vậy. Mấy lão già ế vợ cũng nhìn Tần Y bằng ánh mắt khác. Tần Y có vẻ tức giận. Nhưng xung quanh toàn khách khứa nên cô ta cũng không tiện nổi cáu ngay. Dì út, cháu nghe nói gì và chú út ly thân ạ? Không phải là do chú út ngoại tình đấy chứ? Cháu nghe nói nếu hai vợ chồng ly thân thì rất có thể là bởi kẻ thứ ba. Những gì mà Tần Y nói vô cùng đáng kinh ngạc, khiến mọi người đều sững sờ. Hôm qua ở nhà họ Châu,
chú Út Trịnh Dương chỉ ngồi đó một lát, nghe một cú điện thoại rồi đi luôn. Khi ấy Tần Y đang ở cạnh Trịnh Dương, nghe thấy giọng phụ nữ, tuy không biết cụ thể họ nói gì nhưng cô ta nghe được đối phương gọi Trịnh Dương là cưng ơi. Thế nên Tần Y đang nói thật chứ không phải bịa chuyện. Châu Ngọc Dung sững sờ. Vì đúng là bà ta có biết chuyện Trịnh Dương có người phụ nữ khác. Hai vợ chồng đã giằng co vì việc ly hôn gần một năm, nhưng Châu Ngọc Dung vẫn kiên quyết không đồng ý. Đến giờ Trịnh Dương đã trắng trợn hơn hẳn, thường xuyên không về nhà ngủ, thậm chí cho dù có về, ông ta còn gọi điện với người tình ngay trước mặt Châu Ngọc Dung. Vớ vẩn! Mặt Châu Ngọc Dung đỏ gay, giận dữ nói, khó trách đến giờ cô vẫn chưa có bạn trai, làm gì có người đàn ông nào muốn cưới một cô gái coi thường bề trên chứ? Châu Ngọc Thúy, chị dạy con kiểu gì đấy? Xem nó nói gì kìa? Bố phải phân xử giúp con. Bố xem cháu gái bố nói chuyện với người lớn kiểu gì kìa. Châu Ngọc Dung giận dữ quát. Khách khứa xung quanh đều có vẻ hóng hớt chứ không xen vào, dù sao đây cũng là chuyện nhà họ Châu, người ngoài không tiện nói gì. Im mồm. Ông cụ Châu tức giận quát, tâm trạng vui vẻ đã bị Châu Ngọc Dung phá hỏng, cô thấy chưa đủ mất mặt à. Nếu còn om sòm nữa thì cút ra ngoài cho tôi. Ở nhà họ Châu, ông cụ Châu vẫn rất có uy. Tiếng quát của lão ta khiến Châu Ngọc Dung sợ tới mức vội vàng im bặt. Tần Y lạnh lùng nhìn bà ta, định nói gì đó nhưng lại bị Tần Thanh Tâm giữ lại, Y, đừng ganh với dì Út nữa. Đúng lúc này, một người thanh niên mặc đồ màu tối chậm rãi bước tới. Đây là con nhà ai thế? Đẹp trai thật, đã kết hôn chưa nhỉ? Cậu ta là lính à? Với dáng người rắn giỏi đó, nếu mặc quân phục thì chắc chắn sẽ càng đẹp trai hơn. Hình như cậu ta mặc quần áo của Armani à, nghe nói một bộ đã mấy chục nghìn rồi đấy. Rất nhiều khách khứa đều nhìn về phía người thanh niên mặc đồ Armani kia. Đó là anh rể à? Tần Y dụi mắt, kinh ngạc nhìn người đang chậm rãi bước tới. Tần Thanh Tâm cũng ngơ ngác nhìn anh. Bố! Tiêu Tiêu nhận ra Dương Thanh ngay, vui mừng chạy tới rồi nhào vào lòng anh. Hôm nay chẳng những Dương Thanh mặc đồ Armani mà còn vuốt tóc. Trông anh như cậu ấm nhà giàu, có khí thế rất uy nghiêm, nếu ai không biết thì còn tưởng anh là ngôi sao từ đâu đến. Anh rể, không ngờ là anh thật. Sau khi Dương Thanh lại gần, Tần Y sáng mắt lên. Anh cũng đẹp trai đấy nhỉ. Tần Thanh Tâm cười tươi rói, khoác tay Dương Thanh trước mặt mọi người. Mặc đẹp thì ích gì, chỉ là thằng ở rể vô dụng chuyên ăn bám, cái gì cũng không biết mà thôi. Đúng lúc này, một giọng nói cạch cỡm vang lên. Châu Ngọc Dung vừa xích mích với Tần Y đang cười lạnh. Tần Thanh Tâm trở mặt. Châu Ngọc Dung vừa dứt lời, Tần Thanh Tâm sầm mặt ngay. Nếu là hôm qua, có lẽ cô sẽ không phản ứng gay gắt như thế, nhưng đúng tối qua, hành vi của Trịnh Mỹ Linh đã khiến cô hoàn toàn thất vọng với người nhà này. Từ lúc họ đến nhà họ Châu hôm qua cho tới đám cưới hôm nay, Châu Ngọc Dung cứ cố tình sỉ nhục họ trước mặt mọi người. Tất cả chuyện này đã khiến Tần Thanh Tâm không thể nhịn được nữa. Dì Út, dì không có tư cách phán xét xem chồng tôi là ai, cho dù anh ấy ăn bám thật thì liên quan gì tới dì chứ. Tần Thanh Tâm lạnh lùng nói tiếp, nếu tôi không nhớ nhầm, hình như 4 năm trước dì còn vay tôi 300.000 thì phải. Mẹ tôi còn giấu bọn tôi, cho dì vay 200.000 nữa. Bây giờ đã 4 năm rồi nhưng dì Út vẫn chưa trả xu nào. Tôi thấy vòng ngọc mà dì đeo cũng phải tới 50.000 đấy nhỉ. Chắc dì cũng không thiếu tiền, có thể trả 500.000 kia cho chúng tôi không? Đương nhiên, vì tôi vẫn nhớ tới quan hệ họ hàng nên dì không cần trả lãi. Những lời mỉa mai của Châu Ngọc Dung với Tần Y và Dương Thanh đã khiến mọi người chú ý từ lâu. Lúc này Tần Thanh Tâm lại bắt chước dáng vẻ của Châu Ngọc Dung, cố ý lớn tiếng, trong lúc nhất thời, những người có mặt ở phòng tiệc này đều nghe rõ lời cô nói. Không ai ngờ Tần Thanh Tâm lại đòi nợ Châu Ngọc Dung vào lúc này. Thường ngày, trong mắt người nhà họ Châu, Tần Thanh Tâm là cô gái có tính cách hiền hòa, chưa bao giờ chủ động đòi nợ. Hôm nay là ngày vui của nhà họ Châu, hơn nữa xung quanh toàn khách khứa. Tần Thanh Tâm đòi nợ vào lúc này, tức là không chừa chút thể diện nào cho Châu Ngọc Dung. Ngay cả Dương Thanh cũng rất bất ngờ, nhưng anh vô cùng hài lòng với sự thay đổi của Tần Thanh Tâm. Cô nói vớ vẩn gì đó. Châu Ngọc Dung vô cùng bối rối, tức giận nói, tôi vay cô 300.000 bao giờ? Tôi vay mẹ cô khi nào hả? Thanh Tâm, hôm nay là ngày vui của anh họ cháu, xem như nể mặt bác,
đừng gây rối nữa. Chẳng biết Châu Ngọc Kiệt đã bước đến bên cạnh Tần Thanh Tâm từ lúc nào, nhỏ giọng nói. Tần Thanh Tâm không nể nang ai, lạnh nhạt nói, thưa bác, nếu bác không nói, tôi cũng suýt quên luôn bác đấy. Hai căn biệt thự của nhà họ Châu đều do mẹ tôi bỏ tiền ra xây, ông bà ngoại ở một căn, xem như nhà tôi biếu ông bà, nhưng lúc xây căn của bác đã tốn hơn triệu, tôi thấy bây giờ bác sống rất sung sướng, toàn lái xe 600-700 nghìn, chắc cũng không thiếu một triệu này đúng không? Hay bác trả luôn nhé? Đúng là không khiến người ta kinh ngạc tới chết thì không thôi. Tần Thanh Tâm vừa đòi nợ Châu Ngọc Dung, giờ lại đòi nốt Châu Ngọc Kiệt, khiến người nhà họ Châu sợ ngu người. Đây đúng là Tần Thanh Tâm vẫn luôn ngậm bồ hòn làm ngọt đấy ư. Vớ vẩn. Hai căn biệt thự đó đều do tôi bỏ tiền ra xây, liên quan gì tới mẹ cô chứ? Châu Ngọc Thúy, cô không đứng ra giải thích đi à? Châu Ngọc Kiệt thẹn quá hóa giận, quát Châu Ngọc Thúy. Hôm qua khi ở nhà họ Châu, Tần Đại Dũng đã nhắc đến chuyện này, nhưng lúc ấy chỉ có mỗi người nhà họ Châu. Còn hôm nay, Tần Thanh Tâm lại vạch trần chuyện này ngay trước mặt các anh em bạn bè thân thiết, đúng là khiến nhà họ Châu ê mặt. Thanh Tâm, đừng gây rối nữa. Châu Ngọc Thúy nói với vẻ chột dạ. Tần Thanh Tâm nở nụ cười tự giễu, sao thế ạ? Mẹ không dám thừa nhận sai lầm của mình trước mặt mọi người à? Xem như mẹ xin con, đợi đám cưới kết thúc rồi cả nhà chúng ta cùng ngồi lại để thương lượng được không? Tuy Châu Ngọc Thúy đang nài nỉ nhưng trong mắt lại tràn ngập sự lạnh lùng. Mẹ đã lén làm bao nhiêu chuyện ghê tởm sau lưng bọn con mà vẫn còn mặt mũi yêu cầu bọn con à? Tần Y tức giận nói. Châu Ngọc Thúy im lặng, đối với bà ta, trước khi đạt được mục đích thì phải biết nhẫn nhịn. Mẹ biết sai rồi, mẹ đồng ý với các con, sau khi đám cưới kết thúc, mẹ sẽ thương lượng với bác và dì út của các con mà. Châu Ngọc Thúy hạ giọng cực thấp, mắt đỏ hoe, các con xem, khách khứa xung quanh đều đang hóng chuyện, dù sao hôm nay cũng là đám cưới của anh họ các con làm ầm lên thế mà coi được à. Mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe, nếu không bị dồn ép đến nước này, sao cô phải gây chuyện chứ? Cô nhìn quanh, trông thấy vẻ giễu cợt và trêu ngươi trên mặt rất nhiều người. Cuối cùng cô vẫn mềm lòng, được, chờ đám cưới kết thúc, chúng ta bàn sau. Chị! Tần Y đang định thuyết phục, Dương Thanh bỗng nói, y, cứ thế đã. Lời của Dương Thanh có tác dụng với Tần Y hơn bất cứ ai, cô ta nuốt những câu mình định nói vào bụng. Dương Thanh hơi buồn, anh cứ tưởng nếu hôm nay ăn mặc chỉnh tề một chút thì sẽ giúp Tần Thanh Tâm được hãnh diện. Nào ngờ người nhà họ Châu vẫn không chịu bỏ qua cơ hội sỉ nhục anh. Vâng, em nghe anh rể. Tần Y lại mỉa mai, cũng không thể giống ai đó được, đúng là già mà mất nết. Con danh này, mày nói ai già mà mất nết? Nghe thấy Tần Y nói thế, Châu Ngọc Dung lập tức nổi giận, đứng phát dậy rồi quát cô ta. Gì chửi ai là con danh? Tần Y không hề sợ hãi, bốp chát ngay, tôi nể tình gì là bề trên nên không so đo với gì. Dì đừng có mà quá đáng. Trong mắt mày còn có bề trên là tao à? Châu Ngọc Dung tức giận nói, mày tưởng mày ghê gớm lắm à? Nếu không bán thân, mày có thể trở thành tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Nhạn Thanh chắc. Châu Ngọc Dung, dì nói sằng nói bậy gì vậy? Tần Y không dám tin, cô ta không ngờ dì út của mình lại nói mình như vậy. Sao nào, dám làm mà không dám chịu à? Mày hỏi mọi người ở đây xem. Một con danh vừa tốt nghiệp đại học như mày có tư cách gì để đảm nhiệm chức tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Nhạn Thanh chứ? Trừ cơ thể ra thì mày có gì? Châu Ngọc Dung sỉ nhục Tần Y ngay trước mặt mọi người. Mọi người đều kinh ngạc, Tần Y đã hiểu được ánh mắt của họ, đương nhiên họ sẽ tin lời Châu Ngọc Dung. Còn cả con điếm non này nữa, mày thèm tiền phát điên rồi à? Tao nợ nhà mày 500 nghìn, sao mày không nói là 5 triệu ấy? Châu Ngọc Dung chửi Tần Y rồi quay sang chửi Tần Thanh Tâm. Sắc mặt Dương Thanh dần trở nên lạnh lùng, sỉ nhục anh thì được nhưng không được sỉ nhục vợ anh. Tuy Tần Thanh Tâm tức giận nhưng vẫn im lặng, chờ Châu Ngọc Dung nói hết. Đến khi bà ta nói xong, cô mới lạnh lùng nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì bây giờ chúng ta bàn tới chuyện gì định quyệt nợ nhé? Tần Thanh Tâm vừa dứt lời, một người phụ nữ mặc đồ công sở đã bước đến bên cô. Nhìn về phía Châu Ngọc Dung, chào bà, tôi là Vương Tinh luật sư của văn phòng luật Thần Hy, tôi đã được cô Tần Thanh Tâm ủy quyền, về việc bà vay tiền không trả, tôi xin gửi bà thư mời của luật sư. Tiếp đến,
luật sư nói một lượt về những hậu quả mà Châu Ngọc Dung sẽ phải gánh chịu khi quỵt nợ. Bấy giờ Châu Ngọc Dung mới tin Tần Thanh Tâm định làm căng với bà ta thật. Dì út, dì tưởng mình không thừa nhận thì sẽ thoát nợ à? Đừng quên khi cho dì vay tiền, tôi đã viết giấy nợ, ngoài ra, thẻ ngân hàng mà mẹ tôi cho dì cũng là do tôi làm, có đủ lịch sử chuyển khoản đấy. Tần Thanh Tâm lạnh lùng nói. Thêm mắm dặm muối. Những người vốn còn hơi nghi ngờ Tần Thanh Tâm, lúc này đều ngậm miệng. Nếu không phải Châu Ngọc Dung thật sự nợ tiền của Tần Thanh Tâm, sao cô có thể thuê văn phòng luật sư gửi giấy mời luật sư cho bà ta? Dương Thanh kinh ngạc, phong cách ứng xử của Tần Thanh Tâm hôm nay khiến anh bất ngờ. Trên thực tế, hôm qua Tần Đại Dũng tiết lộ những sự thật đó ở nhà họ Châu, Tần Thanh Tâm đã tiện tay chuẩn bị chứng cứ liên quan, đồng thời lập tức ủy thác cho văn phòng luật Thần Hy gửi giấy mời luật sư cho Châu Ngọc Dung vào lúc cần thiết. Vừa rồi Tần Thanh Tâm mềm lòng, cũng muốn dàn xếp ổn thỏa. Nhưng Châu Ngọc Dung không biết tốt xấu, sỉ nhục Tần Y trước mặt mọi người, nên mới chọc giận cô, cũng khiến cô quyết định làm như vậy. Châu Ngọc Dung, mọi người ở đây đều nghe được những lời gì mới sỉ nhục tôi. Dì cứ chờ giấy mời luật sư của tôi đi, sỉ nhục chửi bới cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Tần Y cũng đứng dậy, lạnh lùng nói. Cho dù vừa bị sỉ nhục, nhưng trong lòng cô ta thấy vô cùng sảng khoái. Thanh Tâm, Y Y, vừa rồi dì chỉ đùa với các cháu một chút thôi, các cháu làm gì mà căng thế? Châu Ngọc Dung lập tức đổi sắc mặt, ngượng ngùng nói, các cháu yên tâm, thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên. Chờ thằng Khải cưới xong, dì sẽ nghĩ cách xoay tiền, trả cả vốn lẫn lãi cho các cháu. Bà ta biết, nếu thật sự lên tòa, bà ta hoàn toàn không có phần thắng. Đúng như lời Tần Thanh Tâm nói, trước đây lúc vay tiền, bà ta đã từng viết giấy nợ, mà Châu Ngọc Thúy chuyển khoản 200.000 cho bà ta cũng có lịch sử ghi chép. Cho dù mất mặt, nhưng bây giờ bà ta không muốn thừa nhận cũng không được. Hóa ra, Châu Ngọc Dung thật sự nợ tiền của cô gái kia. Người đàn bà Châu Ngọc Dung khốn kiếp này thật sự chẳng ra gì. Rõ ràng mượn tiền của người ta còn muốn quỵt nợ, nhất quyết chờ người ta đòi kiện lên tòa thì bà ta mới chịu thừa nhận. Có họ hàng như vậy đúng là bi kịch, cô gái có lòng tốt cho bà ta vay tiền, ấy thế mà bà ta còn muốn quỵt nợ, sỉ nhục con gái người ta. Nhất thời, Châu Ngọc Dung bị mọi người chỉ trích, ngay cả người ngoài cũng không thể chịu được. Châu Ngọc Dung tức giận, nhưng luật sư của Tần Thanh Tâm đúng là vừa gửi thư luật sư cho bà ta cũng không dám giở trò ngang ngược nữa. Bà ta chẳng còn mặt mũi nào ở lại sảnh tiệc, vội vàng rời đi. Có một người trẻ tuổi đứng trong đám đông, ánh mắt căm hận nhìn Tần Thanh Tâm. Dường như Dương Thanh cảm nhận được sự căm hận của đối phương, đột nhiên nhìn về phía bóng người kia. Đối phương lập tức hoảng loạn, rời mắt đi. Dương Thanh híp mắt nhìn cô ta, sau đó lẩm bẩm, Trịnh Mỹ Linh, cô tốt nhất nên đàng hoàng một chút cho tôi, bằng không tôi không ngại làm cho cô biến mất khỏi thế giới này. Sau cảnh tượng vừa rồi, Châu Ngọc Kiệt cũng thành thật hơn. Thấy Tần Thanh Tâm nhìn mình, ông ta khẽ nói với ánh mắt cầu khẩn, Thanh Tâm, chờ xong đám cưới thằng Khải, bác cháu mình lại ngồi với nhau, bàn kỹ xem trước đây lúc xây dựng biệt thự, mẹ cháu đã bỏ ra bao nhiêu tiền. Châu Ngọc Kiệt cố hạ thấp giọng, ông ta sợ Tần Thanh Tâm cũng gửi thư mời luật cho mình, vậy sẽ mất hết thể diện. Được, Tần Thanh Tâm chỉ đáp lại một từ với vẻ mặt vô cảm. Tần Y bật cười khi thấy Châu Ngọc Kiệt xám xịt mặt mày rời đi, chị, hôm nay chị ngầu quá. Tần Thanh Tâm hơi buồn, thở dài, nếu không phải bọn họ quá đáng, chị đâu cần phải làm thế. Chị đừng gây áp lực quá lớn cho mình nữa. Tần Y nắm chặt tay cô, tươi cười rạng rỡ, trên đời này, không phải cứ họ hàng là thân thiết. Giữa chúng ta và bọn họ không thân, không có họ hàng như họ thì cũng có sao đâu. Nghe vậy, Tần Thanh Tâm chợt nghĩ thông suốt, áy náy trong lòng lập tức tan biến như mây khói. Đúng lúc này, một chiếc Bentley màu đen đỗ ở bãi đỗ xe của làng du lịch nông thôn. Sau đó một người đàn ông trung niên bước xuống xe. Chồng, anh tới rồi. Châu Ngọc Dung vừa ra khỏi phòng tiệc đã nhìn thấy chồng của mình Trịnh Dương xuất hiện, bà ta vô cùng vui mừng. Trịnh Dương hờ hững nhìn bà ta, nếu không phải bố tôi nói nhà họ Châu bà có nhân vật lớn tới, tôi sẽ không tới đâu. Nhân vật lớn? Châu Ngọc Dung kinh ngạc nói, nhà họ Châu bọn em có thể nhân vật lớn nào chứ? Hừ! Trịnh Dương lạnh lùng nói, người phụ nữ ngu xuẩn này,
bà thì biết thế nào là nhân vật lớn chứ? Ông ta nói xong thì không để ý tới Châu Ngọc Dung nữa, bước nhanh về phía sảnh tiệc. Bố, mẹ, chúc mừng chúc mừng. Cuối cùng cháu Khải cũng đã lấy vợ rồi. Sau này hai đứa nó sẽ sinh một thằng cu bụ bấm cho bố mẹ, chắt của nhà họ Châu cũng sắp ra đời rồi. Trịnh Dương đi tới trước bàn của ông cụ Châu và bà cụ Châu, vừa cười vừa nói. Tình cảm giữa ông ta và Châu Ngọc Dung đã sớm rạn nứt nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Hơn nữa tối qua Trịnh Đức Hoa vừa về nhà đã cảnh cáo ông ta, bắt ông ta phải tới tham dự đám cưới nhà họ Châu hôm nay, còn nói có nhân vật lớn sẽ tới. Cho dù ông ta không biết nhân vật lớn mà Trịnh Đức Hoa nói tới là ai, nhưng biết nhân vật lớn có thể tới tham dự đám cưới nhà họ Châu nên ông ta buộc phải giữ thể diện cho nhà họ Châu. Trịnh Dương, chú tới rồi à? Lúc này Châu Ngọc Kiệt cũng chủ động đi qua đón, tươi cười đắc ý. Anh cả, chúc mừng nhé. Mừng cưới bằng tiền thì quá tầm thường nên em không chuẩn bị. Đây là thỏi vàng đầu tư 200 gram, coi như quà mừng của em cho hai đứa cháu. Trịnh Dương cười lớn nói, sau đó đưa một thỏi vàng được gói trong hộp quà tinh tế cho Châu Ngọc Kiệt. Trịnh Dương nhiệt tình như vậy, làm Châu Ngọc Kiệt có phần nửa mừng nửa lo. Thường ngày, người em rể này chưa từng gọi ông ta là anh. Nhưng ông ta cũng không so đo. Ai bảo Trịnh Dương là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Trịnh Hòa. Sau này, tập đoàn Trịnh Hòa là của Trịnh Dương đấy. Trịnh Dương à, đều là người trong nhà, chú khách sáo như vậy làm gì chứ? Mau vào ngồi đi, Châu Ngọc Kiệt vui mừng nhận lấy vàng thỏi, vội vàng mời Trịnh Dương ngồi vào bàn ông cụ Châu. Mỹ Linh, con làm sao vậy? Trịnh Dương vừa ngồi vào chỗ đã phát hiện ra sắc mặt Trịnh Mỹ Linh không tốt, nhìn như đang bị bệnh nặng. Cho dù ông ta và Châu Ngọc Dung đang ầm ĩ muốn ly hôn, nhưng dù sao Trịnh Mỹ Linh cũng là con gái của ông ta vẫn vô cùng quan tâm. Dạ, Trịnh Mỹ Linh đột nhiên hoảng loạn, vội vàng lắc đầu con không sao. Con bé này, sao lại không sao chứ? Chắc cháu vẫn còn nghĩ tới chuyện mẹ cháu vừa bị một con nhóc sỉ nhục ngay trước mặt mọi người chứ gì? Người phụ nữ trung niên ngồi cùng bàn là Dã Mai vợ của Châu Ngọc Kiệt tức giận nói. Trịnh Dương nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Dương không vui, lạnh lùng hỏi. Chẳng phải vì con gái lớn của Ngọc Thúy mời luật sư tới gửi thư mời luật sư cho Ngọc Dung ngay trước mặt tất cả mọi người, nói Ngọc Dung thiếu nợ không trả đó sao? Ôi giời, vừa rồi chú không thấy chứ con nhỏ kia tinh tướng ghê lắm. Rất nhiều người đều nói nhà họ Trịnh chú nợ tiền không trả, tính ăn quỵt đấy. Dã Mai thêm mắm dặm muối. Đối với bà ta, hành động vừa rồi của Tần Thanh Tâm là cố ý gây rối trong đám cưới của con trai bà ta. Nhìn Tần Thanh Tâm khí thế như vậy, còn muốn đòi bọn họ phải trả lại biệt thự nhà họ Châu, bà ta đã sớm tức giận nhưng không dám trêu chọc cô. Bà ta chỉ có thể mượn tay của Trịnh Dương để đối phó với Tần Thanh Tâm. Dầm! Quả nhiên, Trịnh Dương lập tức nổi giận, đập bàn một cái rồi đứng phắt dậy, tức giận nói, Châu Ngọc Thúy, con gái của chị đâu? Bảo nó lăn tới đây xin lỗi tôi. Gia tộc chó má. Trịnh Dương vô cùng tức giận quát lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Dã Mai hơi nhếch miệng cười lạnh. Châu Ngọc Thúy bị xếp cho ngồi ở bàn ăn trong góc nghe được tiếng quát của Trịnh Dương, bất chợt rùng mình. Tuy nhà họ Trịnh ở Châu Thành không phải là danh gia vọng tộc cho cam, nhưng mấy năm nay tập đoàn Trịnh Hòa phát triển nhanh chóng, nên nhà họ Trịnh ở Châu Thành cũng có chút đỉnh quyền thế. Thanh Tâm, con còn không mau xin lỗi chú út của con đi. Châu Ngọc Thúy lo sợ thúc giục, bà ta chỉ lo xin lỗi chậm sẽ làm Trịnh Dương bất mãn. Mấy người khách ngồi gần đó nghe Châu Ngọc Thúy nói vậy đều lộ vẻ khinh thường. Trước đó, lúc Châu Ngọc Dung và Châu Ngọc Kiệt xuống lại bắt nạt Tần Thanh Tâm và Tần Y, Châu Ngọc Thúy làm mẹ trốn ở ngoài xa, không nói giúp một câu nào. Bây giờ Trịnh Dương bảo Tần Thanh Tâm xin lỗi, Châu Ngọc Thúy lại đẩy con gái mình ra. Tần Thanh Tâm và Tần Y đã quá mức thất vọng về bà ta từ lâu, nên khi bà ta nói ra những lời này cũng không khiến bọn họ cảm thấy khó chịu. Dương Thanh hờ hững nhìn Trịnh Dương, ánh mắt có phần sắc bén. Lúc này Tần Thanh Tâm đứng lên, bình tĩnh nhìn Trịnh Dương, tôi không làm gì sai, chú dựa vào đâu mà bắt tôi xin lỗi. Sao lại không sai, cô là cháu mà dám sỉ nhục vợ tôi ngay trước mặt mọi người. Chẳng lẽ cô không nên xin lỗi à, Trịnh Dương tức giận nói. Tần Thanh Tâm cười lạnh, thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên. Câu này là do chính miệng vợ chú nói ra.
mọi người có mặt ở đây đều nghe được hết. Sao bây giờ lại thành tôi sỉ nhục gì chứ? Nói vớ vẩn. Trịnh Dương tức giận nói, nhà họ Trịnh tôi nắm giữ 100% cổ phần của tập đoàn Trịnh Hòa, sao có thể thiếu nợ mà không trả được? Chú cứ về hỏi gì đi. Tần Thanh Tâm bình tĩnh nói, tôi cũng rất muốn biết, chú là người thừa kế tập đoàn Trịnh Hòa có giá trị thị trường lên tới hàng chục triệu, sao gì của tôi, vợ của chú có thể nợ 500.000 tới 4 năm mà không trả đồng nào? Hay là tập đoàn Trịnh Hòa chỉ muốn tạo dựng tên tuổi, thu chẳng bằng chi, cho nên thậm chí không lấy ra được 500.000? Câu nói này của Tần Thanh Tâm khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Trịnh Dương là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trịnh Hòa. Mặc dù Trịnh Đức Hoa vẫn là chủ tịch nhưng Trịnh Dương đã bắt đầu tiếp quản công ty. Tần Thanh Tâm lại nói tập đoàn Trịnh Hòa thậm chí không lấy ra nổi 500.000. Láo toét. Trịnh Dương giận dữ nói, tập đoàn Trịnh Hòa phát triển rất tốt, sao có thể để cho một người ngoài như cô nói này nói nọ. Trong lòng Trịnh Dương mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Ông ta liếc nhìn Châu Ngọc Dung, chỉ thấy sự lo lắng trong mắt bà ta. Rõ ràng Tần Thanh Tâm không nói dối, Châu Ngọc Dung thật sự thiếu nợ không trả tiền. Đương nhiên Trịnh Dương sẽ không chất vấn Châu Ngọc Dung ngay trước mặt mọi người. Ông ta chỉ lạnh lùng nhìn Tần Thanh Tâm rồi nói với giọng điệu đe dọa, con bé này, cô nói chuyện phải có bằng chứng, nếu không có bằng chứng thì chính là vu cáo hãm hại người khác. Tôi có thể kiện cô tội phỉ báng, phá hỏng danh tiếng của tập đoàn Trịnh Hòa đấy. Chú cứ việc kiện, nếu tôi không tới tòa, xem như tôi thua. Tần Thanh Tâm nói vô cùng khí phách, cô không hề sợ sự uy hiếp của Trịnh Dương. Mãi đến lúc này, Trịnh Dương mới nhận ra cô gái này không hề đơn giản. Đúng lúc này, 7, 8 chiếc xe hơi sang trọng trị giá hàng triệu đồng chạy đến làng du lịch nông thôn. Em rể, khách mà chú mời tới rồi. Châu Ngọc Kiệt vui vẻ đi đến sảnh tiệc. Sếp Trịnh, thật ngại quá, chúng tôi đến muộn. Lúc nãy có cuộc họp quan trọng, vừa tan họp là tôi vội đến ngay. Một người trung niên vừa cười lớn vừa bước vào sảnh tiệc, bên cạnh còn có một cô gái trẻ đẹp đang khoác lấy cánh tay của ông ta. Ha ha, không muộn không muộn. Chủ tịch Vương có thể đích thân đến tham dự đám cưới của cháu tôi là vinh dự cho thằng cháu của tôi rồi. Chủ tịch Vương, xin mời vào trong. Trịnh Dương cười lớn nói, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Sếp Trịnh, chúc mừng. Sếp Trịnh, chúc mừng nhé. Ngay sau đó, có 7-8 doanh nhân của Châu Thành liên tục bước vào. Tất cả bọn họ đều không ngoại lệ, chỉ vì Trịnh Dương nên mới đến đây chúc mừng. Ai không biết còn tưởng người làm đám cưới hôm nay là con trai của Trịnh Dương đấy. Châu Ngọc Kiệt đã sớm cười không ngậm được mồm. Đối với ông ta, mấy người vừa tới đều là nhân vật lớn, bọn họ có thể đến tham dự đám cưới của con trai ông ta là điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Không hổ danh là em rể, toàn quen biết với những người tai to mặt lớn. Chắc đến lúc Mỹ Linh cưới, hẳn sẽ có nhiều nhân vật tiếng tăm hơn nữa đến tham dự nhỉ. Châu Ngọc Kiệt đi đến bên cạnh Trịnh Dương, cảm kích nói. Ha ha, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu không phải mấy người bạn của em đang đi công tác nước ngoài, chắc còn có mấy nhân vật lớn nữa đến đấy, Trịnh Dương đắc ý nói. Tuy ông ta nói vậy nhưng trong lòng lại liên tục cười khẩy. Nếu không phải Trịnh Đức Hoa nói cho ông ta biết hôm nay có nhân vật lớn đến tham dự tiệc cưới của nhà họ Châu, bảo ông ta tìm cách chủ động gần gũi với nhà họ Châu. Sao ông ta có thể dẫn nhiều bạn làm ăn tới đây chứ? Những người vừa tới đều là chủ tịch các công ty có giao dịch kinh doanh với tập đoàn Trịnh Hòa, hơn nữa bọn họ đều phải dựa vào nhà họ Trịnh mới có thể hoạt động tiếp được. Mục đích ông ta gọi những người này tới đây là để lấy lòng nhân vật lớn đến nhà họ Châu kia. Chồng à, ông thật lợi hại. Không ngờ lại có nhiều nhân vật lớn nể mặt ông, chủ động đến tham dự đám cưới như vậy. Châu Ngọc Dung đắc ý nói. Còn cố ý liếc nhìn về phía Tần Thanh Tâm. Em rể quả nhiên lợi hại. Xong đám cưới của thằng Khải, bọn chị nhất định sẽ mời chú ăn một bữa thịnh soạn. Dã Mai cũng cười vô cùng rạng rỡ. Ban nãy Tần Thanh Tâm đòi nợ Châu Ngọc Dung và Châu Ngọc Kiệt trước mặt nhiều người khiến bà ta rất mất mặt. Bây giờ Trịnh Dương lại dẫn những người này đến, cuối cùng cũng khiến bọn họ vớt phát được chút mặt mũi. Ha ha, đều là người một nhà, chị dâu không cần khách sáo. Trịnh Dương cười lớn nói. Ông cụ Châu nhìn thấy cảnh tượng này cũng cực kỳ hài lòng, vui vẻ nói, hôm nay nhờ có Trịnh Dương mà nhà họ Châu chúng ta mới nở mày nở mặt. Nhìn cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt bên bàn của ông cụ Châu,
Tần Thanh Tâm đột nhiên cảm thấy hơi mất mát. Dương Thanh tặng hộp trà trị giá mấy chục triệu nhưng ông cụ Châu cũng chẳng hề để ý đến anh. Ngược lại Trịnh Dương vờ vịt đạo đức giả lại khiến ông cụ vui như Tết. Tần Thanh Tâm không cảm thấy mất mát vì bản thân bị xa lánh, cô chỉ cảm thấy bất công cho Dương Thanh. Nhìn dáng vẻ mất mát của Tần Thanh Tâm, Dương Thanh khẽ nắm tay cô, dịu dàng nói Tâm, anh chẳng quan tâm gì cả, chỉ quan tâm đến em và con gái thôi. Nghe được những lời gần như tỏ tình của Dương Thanh, trái tim Tần Thanh Tâm đập thình thịch. Cô cố tình trừng mắt với Dương Thanh, Tần Y nhìn gia đình ba người hạnh phúc với ánh mắt ước ao. Cô ta cũng thật sự mừng cho bọn họ. Lúc này, một người trung niên chợt xuất hiện trong sảnh tiệc. Trời đất, Ngọc Kiệt, đó là Lạc Bân tổng giám đốc của tập đoàn Thành Hà. Sao ông ta lại đến đây? Trịnh Dương đột nhiên nhìn thấy Lạc Bân ở cửa, lập tức kinh ngạc hỏi. Ông ta chợt nhớ ra rằng bố mình đã nói hôm nay sẽ có một nhân vật lớn tới tham dự đám cưới của nhà họ Châu. Bố bảo ông ta phải tìm cách tạo quan hệ với đối phương. Lẽ nào nhân vật lớn đó chính là Lạc Bân? Châu Ngọc Kiệt chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp Lạc Bân, nhưng ông ta cũng biết tập đoàn Thành Hà là công ty lớn nhất ở Châu Thành. Ôi đệch, chú đừng nói với anh người đứng ở cửa kia là Lạc Bân đấy nhé. Châu Ngọc Kiệt cũng đờ đẫn. Anh bớt nói nhảm đi. Mau đi với em ra đón tiếp đi chứ. Trịnh Dương vội vàng chủ động đi tới đón tiếp Lạc Bân. Sếp Lạc, chào ông. Trịnh Dương đi tới trước mặt Lạc Bân và khúm núm nói, lưng ông ta cũng sắp cúi xuống 90 độ rồi. Ông là... Lạc Bân nhíu mày hỏi. Tôi là Trịnh Dương, tổng giám đốc của tập đoàn Trịnh Hòa. Tôi là Châu Ngọc Kiệt của nhà họ Châu. Hôm nay là đám cưới của Châu Khải con trai tôi. Không ngờ sếp Lạc lại đích thân tới tham dự lễ cưới, quả thật là vinh dự của nhà họ Châu tôi. Sếp Lạc, mời vào trong. Trịnh Dương và Châu Ngọc Kiệt lần lượt nói, hai người đều kích động. Tập đoàn Thành Hà là công ty hàng đầu sánh ngang với nhà họ Trần và nhà họ Viên. Nghe đồn có một nhân vật lớn đứng phía sau, mà nhà họ Dương vốn là chủ tập đoàn Thành Hà lại bị nhân vật lớn phía sau Lạc Bân tiêu diệt. Có thể tưởng tượng được Trịnh Dương và Châu Ngọc Kiệt kính trọng Lạc Bân tới mức nào. Cút! Lạc Bân vừa nghe được hai cái tên này thì sắc mặt xa sầm, giận dữ nói, gia tộc chó má gì, cũng xứng để tôi tới tham dự đám cưới của con trai ông sao. Chủ nhà họ Trần đến. Trịnh Dương và Châu Ngọc Kiệt bị quát mắng trước mặt mọi người khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Châu Ngọc Kiệt thì thôi, nhưng Trịnh Dương lại là người thừa kế của tập đoàn Trịnh Hòa. Mà Trịnh Đức Hoa đã giao công ty cho ông ta nắm quyền rồi, chẳng bao lâu nữa ông ta sẽ là chủ tịch của tập đoàn Trịnh Hòa. Nhưng lúc này ông ta lại bị quát mắng ngay trước mặt mọi người, không nể mặt chút nào. Nụ cười trên mặt Trịnh Dương chợt tắt ngúm, đồng thời trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Trong những người có mặt ở đây, chỉ có ông ta là người có địa vị cao nhất, Lạc Bân không đến vì ông ta thì đến vì ai chứ? Chẳng lẽ Lạc Bân không phải là nhân vật lớn mà Trịnh Đức Hoa đã nói tới sao? Ông ta cũng đến đây là vì nhân vật lớn kia à? Trịnh Dương nghĩ tới đây, trong lòng vô cùng chấn động. Ngay cả Lạc Bân cũng muốn đích thân đến đây đón tiếp nhân vật kia, vậy rốt cuộc người kia phải có thân phận lớn đến mức nào? Đó không phải là sếp Lạc sao? Tần Y nhìn thấy Lạc Bân, ngạc nhiên nhìn về phía Dương Thanh hỏi. Dương Thanh nhíu mày. Anh không hề thông báo cho Lạc Bân biết. Trong lúc mọi người đang chấn động, Lạc Bân đi tới trước bàn của Dương Thanh, sau đó giả vờ như không thấy Dương Thanh, mỉm cười nhìn Tần Y nói, chào sếp Tần. Tần Y hơi ngạc nhiên, vội vàng trả lời, chào sếp Lạc. Cho đến bây giờ cô ta vẫn hơi bối rối. Cô ta biết mối quan hệ giữa Lạc Bân và Dương Thanh. Cô ta vốn tưởng Lạc Bân đến tìm Dương Thanh, nhưng kết quả ông ta chỉ chào mỗi mình và không nói gì nữa. Từ đầu tới cuối, ông ta không hề nhìn Dương Thanh, như thể hai người không hề quen biết. Ở đây có rất nhiều người là họ hàng thân thích với nhà họ Châu. Có lẽ bọn họ biết tập đoàn Thành Hà, nhưng không có mấy người biết Lạc Bân là ai. Tất nhiên, không phải tất cả những người có mặt ở đây đều là người của nhà họ Châu, còn có mấy chủ doanh nghiệp lớn do Trịnh Hòa mời tới. Bọn họ đều nhận ra Lạc Bân. Sếp Lạc, chào ông, tôi là Cút. Một chủ doanh nghiệp được Trịnh Dương mời đến đã đi tới trước mặt Lạc Bân, người này vừa định chào thì bị Lạc Bân mắng ngay trước mặt mọi người mà không hề thương tiếc. Nụ cười trên mặt người đó lập tức cứng đờ. Nhưng thân phận và địa vị của Lạc Bân cực cao,
Đừng nói là quát bọn họ trước mặt mọi người, cho dù có ra tay đánh bọn họ cũng không dám nói một lời. Từ sau khi nhà họ Dương bị tiêu diệt, tập đoàn Thành Hà vào tay Lạc Bân đã phát triển mạnh hơn. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi mà tập đoàn Thành Hà đã trở thành công ty lớn nhất châu thành này. Mà địa vị của Lạc Bân cũng sánh ngang với chủ nhà họ Trần và chủ nhà họ Viên. Trong mắt Lạc Bân, tập đoàn Trịnh Hòa cũng chỉ như đống rác, chứ đừng nói tới mấy chủ doanh nghiệp được Trịnh Dương gọi tới. Bỗng chốc, không có ai dám đến bắt chuyện với Lạc Bân nữa. Sau khi Lạc Bân bước vào sảnh tiệc, ông ta chỉ chào hỏi Tần Y, còn lại không nói gì nữa, giống như thật sự đang đợi ai đó. Sếp Trịnh, Lạc Bân này hoàn toàn bơ chúng ta. Nhìn dáng vẻ ông ta như đang chờ ai đó. Chắc không đâu, ngay cả Trần Hưng Hải và Viên Sĩ Vũ cũng không đủ tư cách để Lạc Bân chờ mà. Người có thể khiến Lạc Bân chờ, chắc không phải là nhân vật lớn nào đó ở tỉnh lỵ đấy chứ. Mấy ông chủ bên bàn Trịnh Dương thì thào, ai nấy đều thấy kinh hãi. Trịnh Dương cũng vô cùng sợ hãi. Trịnh Đức Hoa chỉ bảo ông ta đến dự đám cưới nhà họ Châu, nói là có nhân vật lớn đến nhà họ Châu. Nhưng đám cưới sắp bắt đầu, trừ Lạc Bân ra, ông ta chưa nhìn thấy nhân vật lớn nào khác. Nhìn dáng vẻ của Lạc Bân như đang đợi ai đó. Nếu nhân vật lớn kia thật sự đến, từ thái độ của Lạc Bân với ông ta, nói không chừng Lạc Bân sẽ không để cho ông ta có cơ hội tiếp xúc với nhân vật lớn kia. Sao ông tới đây thế? Đúng lúc này Dương Thanh đột nhiên hỏi. Lạc Bân chợt thấy kinh ngạc. Sở dĩ ông ta giả vờ không quen biết Dương Thanh là vì lo lắng làm lộ mối quan hệ giữa anh và ông ta. Nhưng bây giờ Dương Thanh lại chủ động hỏi. Ông ta cũng không để ý nhiều nữa, vội vàng đổi chỗ sang bên cạnh Dương Thanh và khẽ nói, Chủ tịch, vừa nãy tôi nhận được tin tức Trần Hưng Hải sắp tới đây, nói là cậu giết cháu trai của ông ta. Hừ, điếc không sợ súng, Dương Thanh lạnh lùng nói. Chủ tịch, cậu yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Nếu bọn họ dám ra tay với cậu thật thì nhà họ Trần cứ chờ bị tiêu diệt đi. Lạc Bân nói, vẻ mặt vô cùng tự tin. Dương Thanh hơi bất ngờ khi nhìn thấy Lạc Bân đến một mình lại tuyên bố sẽ tiêu diệt nhà họ Trần. Xem ra, ông ta đã sắp xếp mọi thứ ở Châu Thành xong rồi, nói không chừng sẽ thật sự cho mình một bất ngờ lớn. Tuy nghi hoặc nhưng Dương Thanh vẫn hơi mong chờ, muốn xem chỉ một mình Lạc Bân có thể làm đến mức độ nào. Lúc Trịnh Dương nhìn thấy Lạc Bân ghé sát tai nói chuyện với Dương Thanh, ánh mắt ngập tràn khiếp sợ, sao Lạc Bân quen biết tên oát con kia. Ông ta đã gặp Dương Thanh ở nhà họ Châu hôm qua, cũng biết anh chỉ một thằng tới ở rể. Ông ta thật sự không hiểu được tại sao Lạc Bân không để ý đến mình mà lại có thể nói chuyện với một thằng ở rể. Không chỉ Trịnh Dương mà người nhà họ Châu cũng vô cùng chấn động. Bọn họ vừa biết được thân phận của Lạc Bân. Lúc này trong lòng chỉ thấy ngạc nhiên và nghi ngờ, không biết tại sao Lạc Bân lại đến tham dự lễ cưới của nhà họ Châu. Nhưng bây giờ, Lạc Bân và Dương Thanh nói chuyện rất vui vẻ, thoạt nhìn còn khá quen thân. Ngọc Thúy, Dương Thanh quen biết với sếp Lạc à? Ở bàn phía trên cùng, ông cụ Châu nghi ngờ nhìn Châu Ngọc Thúy hỏi. Châu Ngọc Thúy cười lạnh, nó chỉ thơm lây nhờ con gái của con thôi. Chứ nó làm gì có tư cách ngồi chung bàn với sếp Lạc chứ? Chị, ý chị là y rất thân thiết với sếp Lạc sao? Lúc nãy em mới thấy sếp Lạc chủ động chào hỏi y đấy, Châu Ngọc Dung nghi ngờ hỏi. 2 ngày nay, Châu Ngọc Thúy ở nhà họ Châu đúng là chịu không ít chèn ép, bây giờ mới được nở mày nở mặt. Bà ta hừ lạnh, nói, bây giờ y là tổng giám đốc chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh. Có thể mọi người không biết, cái ghế đó trước đây là của sếp Lạc đấy. Nói ra y còn là người nối nghiệp được một tay sếp Lạc bồi dưỡng lên. Vừa nãy, bà ta nghe nói bây giờ Lạc Bân là tổng giám đốc của tập đoàn Thành Hà, công ty hàng đầu ở Châu Thành, địa vị có thể sánh ngang với chủ gia tộc đứng đầu Châu Thành. Bây giờ bà ta vừa nói vậy, địa vị của Tần Y cũng lập tức được nâng cao hơn rất nhiều. Không ngờ đấy, không ngờ y lại được sếp Lạc tiếng tăm lừng lẫy đề bạt lên. Nói như vậy. Nếu có một ngày sếp Lạc muốn rời khỏi tập đoàn Thành Hà, chẳng phải y sẽ lên làm tổng giám đốc à? Châu Ngọc Kiệt ngạc nhiên nói. Ông ta đảo tròng mắt và đột nhiên nói tiếp, cứ như vậy, địa vị của y ở Châu Thành cũng ngang bằng với chủ nhà họ Trần và chủ nhà họ Viên rồi. Đã vậy thì mau bảo y nói giúp nhà họ Châu chúng ta mấy câu trước mặt sếp Lạc đi. Với địa vị của sếp Lạc,
chỉ một câu nói của ông ấy đã có thể khiến cho nhà họ Châu chúng ta trở thành gia tộc tuyến 2 rồi, đúng không? Nói không chừng còn có thể trở thành gia tộc tuyến 1 nữa đấy. Mắt Châu Ngọc Dung sáng lên, hai tay nắm chặt cánh tay Châu Ngọc Thúy, kích động nói, chị à, tương lai của nhà họ Châu đều dựa hết vào chị đấy. Chị mau đi tìm Y Y, bảo con bé nói chuyện với sếp Lạc thử xem. Đúng đấy, Ngọc Thúy, con mau đi tìm Y Y, cứ nói là bố bảo con bé nói chuyện này với sếp Lạc. Ông cụ Châu cũng lập tức có tinh thần, hưng phấn nói. Trong lúc ông cụ còn sống, nếu nhà họ Châu có thể trở thành gia tộc lớn trong cả Châu Thành, vậy ông cụ có chết cũng không còn gì hối tiếc. Những người nhà họ Châu khác cũng thi nhau dục Châu Ngọc Thúy đi tìm Tần Y. Rừng. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng động lớn vang lên. Một chiếc Jeep màu đen chạy thẳng vào cửa lớn của sảnh tiệc. Bốn người đàn ông mặc đồ đen vạm vỡ bước ra khỏi xe, đứng hai bên như đang chào đón một nhân vật lớn nào đó. Sau đó, một ông già tóc bạc phơ chống gậy bước từng bước vào sảnh tiệc. Còn có mấy người áo đen vạm vỡ đi theo phía sau lão ta. Vẻ mặt ai nấy đều hung hăng đáng sợ. Trần Hưng Hải, chủ nhà họ Trần. Có người nhận ra ông già tóc bạc, nhất thời chấn động. Sếp Lạc mạnh mẽ. Sự xuất hiện của Trần Hưng Hải quá phách lối, dám lái xe chạy thẳng vào sảnh tiệc. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc tới ngây người. Đám người nhà họ Châu đều vô cùng kinh sợ. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Trần Hưng Hải, cũng vừa nghe những người khách xung quanh nói mới biết Trần Hưng Hải chủ nhà họ Trần đích thân đến đây. Tối qua Dương Thanh mới gặp Trần Hưng Hải, tất nhiên là anh nhận ra lão ta. Hơn nữa Lạc Bân vừa nói cho anh biết nhà họ Trần sẽ đến trả thù, cho nên anh không hề thấy bất ngờ. Ông chủ Trần, sao ông đến đây vậy? Lúc này, Trịnh Dương vội vàng bước lên hỏi, giọng run run nói. Cút! Một vệ sĩ bên cạnh Trần Hưng Hải tát vào mặt Trịnh Dương. Miệng Trịnh Dương trào máu, ngã sang một bên. Đám người xung quanh đều hoảng sợ, nhất là người nhà họ Châu. Hôm nay là ngày vui của nhà họ Châu, Trần Hưng Hải lại đích thân đến đây, xem tình hình này thì chắc là đến gây chuyện rồi. Ở Châu Thành, nhà họ Châu thậm chí còn không bằng một gia tộc hạng bét, chỉ có thể xem như một gia đình giàu có ở quê mà thôi. Trong khi đó nhà họ Trần lại là một trong hai gia tộc hàng đầu của Châu Thành. Có thể nói hai gia tộc khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Không ngờ Trần Hưng Hải lại đích thân đến đây, điều này khiến người ta không thể tin nổi. Trịnh Dương cũng rất thảm. Vừa nãy Lạc Bân đến đã bảo ông ta cút ngay trước mặt mọi người. Bây giờ Trần Hưng Hải xuất hiện cũng nói vậy. Thậm chí ông ta còn bị vệ sĩ của Trần Hưng Hải tát vào mặt. Rất nhiều người đều nhìn Trịnh Dương với ánh mắt thông cảm. Dương Thanh đâu? Lăn ra đây cho tao. Trần Hưng Hải đi đến giữa sảnh tiệc. Một vệ sĩ kéo chiếc ghế qua cho lão ta. Mọi người nghe Trần Hưng Hải nói vậy mới biết lão ta đến đây để tìm Dương Thanh. Trong lòng Trịnh Dương càng thấy uất ức hơn. Nếu biết trước đối phương đến tìm Dương Thanh, ông ta đã không ra mặt rồi. Chồng! Tần Thanh Tâm lo lắng, hai tay nắm chặt góc áo của Dương Thanh. Dương Thanh khẽ mỉm cười, em đừng quên hôm qua anh đã nói những gì. Nếu hôm nay nhà họ Trần thật sự muốn làm lớn chuyện, vậy qua hôm nay Châu Thành sẽ không còn nhà họ Trần nữa. Bên trong sảnh tiệc yên ắng, giọng nói vô cùng ngang ngược của Dương Thanh rành rọt truyền vào tai mỗi một người. Nhất thời, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn về phía Dương Thanh. Cuối cùng Trần Hưng Hải cũng nhìn thấy Dương Thanh, sắc mặt cực kỳ u ám. Lão ta cảm thấy lời nói của Dương Thanh vừa rồi quá kiêu căng. Dương Thanh vừa nói xong, đột nhiên nhìn về phía Trần Hưng Hải với ánh mắt sắc bén, giễu cợt, không phải ông chủ Trần mới xin lỗi tôi tối qua sao? Hôm nay tìm tới tôi lại có chuyện gì nữa à? Tối qua, Mục Đông Phong và Trần Hưng Hải cùng nhau vào phòng riêng của nhà hàng, Dương Thanh đã ngang nhiên giẫm gãy tay của Mục Trấn khiến tất cả mọi người chấn động. Cuối cùng anh vẫn bình yên vô sự dẫn Tần Thanh Tâm rời đi. Chỉ mới qua một đêm, Trần Hưng Hải bỗng nhiên dẫn người đến đám cưới này tìm anh. Nếu không phải Lạc Bân vừa nói cho anh biết, Dương Thanh thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Cậu ta nói tối qua Trần Hưng Hải đã xin lỗi cậu ta qua hà. Sao có thể, Trần Hưng Hải là chủ nhà họ Trần đấy. Nếu không phải, sao cậu ta dám nói như vậy trước mặt Trần Hưng Hải? Mọi người đều khiếp sợ trước tin tức mà Dương Thanh vừa mới tiết lộ. Nếu không phải Trần Hưng Hải đã điều tra được lai lịch của Dương Thanh,
chỉ với dáng vẻ bình tĩnh, ung dung của Dương Thanh bây giờ, lão ta cũng không dám tự tiện đến đây gây sự với anh. Thằng oát con, đừng nói nhảm với tao nữa. Tao hỏi mày, mày có liên quan tới gì tới cái chết của Trần Anh Tuấn, cháu trai tao không? Hai mắt Trần Hưng Hải đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, như thể muốn tự mình giết chết anh. Ông chủ Trần, tôi khuyên ông tốt nhất đừng ăn nói lung tung. Lúc này, Lạc Bân đứng dậy, sắc mặt thâm trầm nói. Lúc nãy, Trần Hưng Hải đã nhìn thấy Lạc Bân. Tuy lão ta cũng lấy làm lạ khi Lạc Bân xuất hiện ở bên cạnh Dương Thanh, nhưng hôm nay lão ta đến đây là muốn đối phó với Dương Thanh, tất nhiên sẽ không để ý đến Lạc Bân. Bây giờ, Lạc Bân ra mặt nói chuyện thật sự khiến lão ta bất ngờ. Trần Hưng Hải tức giận, nghiến răng nói, xếp Lạc, cậu muốn nhúng tay vào chuyện của nhà họ Trần chúng tôi sao? Chuyện của cậu Thanh chính là chuyện của Lạc Bân tôi. Nếu ông thật sự muốn ra tay với cậu ấy, vậy tốt nhất nên cân nhắc cho kỹ, Lạc Bân lạnh lùng nói. Cậu mới chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Thành Hà đã tưởng mình là chủ tịch à? Cậu đủ tư cách uy hiếp tôi sao? Trần Hưng Hải đột nhiên vỗ bàn đứng lên. Cho dù tôi là ai đi chăng nữa, chủ tịch đã cho tôi toàn quyền chịu phụ trách tập đoàn Thành Hà, vậy mọi việc ở Châu Thanh đều do tôi quyết định. Chỉ cần ông dám đụng tới cậu Thanh, tôi cũng dám làm kinh tế của nhà họ Trần phải sụp đổ. Lạc Bân rất bình tĩnh nói, tốt nhất là nhà họ Trần đừng khiêu khích tôi. Ông nên hiểu, với năng lực của tập đoàn Thành Hà, muốn đánh sập kinh tế của nhà họ Trần là chuyện dễ như trở bàn tay. Con người của Trần Hưng Hải đột nhiên co lại. Lão ta không ngờ Lạc Bân sẽ giúp Dương Thanh, càng không ngờ ông ta dám lấy tập đoàn Thành Hà ra uy hiếp mình. Mọi người xung quanh đều ngơ ngác. Đây chính là cuộc chiến của thần tiên trong lời đồn sao. Một bên là chủ của gia tộc đứng đầu Châu Thành, một bên là người chịu trách nhiệm của công ty hàng đầu Châu Thành. Xét về tư cách, có lẽ Lạc Bân không bằng Trần Hưng Hải, nhưng xét về tài lực thì nhà họ Trần đương nhiên không thể so sánh được với tập đoàn Thành Hà rồi. Nếu hai thế lực lớn này thật sự trở mặt, khó tránh cả hai đều bị thiệt. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Ông cụ Châu ngơ ngác hỏi. Hôm nay vốn là ngày vui của nhà họ Châu, sao hai thế lực hàng đầu này lại đến đây? Có vẻ như hai thế lực hàng đầu này đấu với nhau chỉ vì Dương Thanh. Giờ này, lễ cưới sắp bắt đầu, nhưng nhìn bầu không khí lúc này, đâu còn chút tưng bừng nào của đám cưới chứ? Người nhà họ Châu đều vô cùng khiếp sợ. Lúc này, Trịnh Mỹ Linh ở bên cạnh rất hoảng loạn, trong mắt có phần do dự. Cậu thật sự tưởng nhà họ Trần chúng tôi dễ ức hiếp à? Trần Hưng Hải tức giận nói, hôm nay tôi cứ muốn dẫn cậu ta đi đấy. Tôi cũng muốn xem thử, chỉ dựa vào một mình Lạc Bân cậu, có thể cản được tôi không? Dứt lời, Trần Hưng Hải vung tay nói, dẫn thằng oát con kia đi cho tao. Nếu ông chủ Trần đã không nghe thì đừng trách tôi. Lạc Bân thờ ơ nói, sau đó gọi một cuộc điện thoại trước mặt mọi người, ra tay. Ông ta chỉ nói hai từ rồi cúp máy. Dương Thanh giống như không có chuyện gì xảy ra. Anh bình tĩnh ngồi tại chỗ, quan sát mọi chuyện đang diễn ra với vẻ mặt thích thú. Tuy anh không biết hai từ vừa rồi của Lạc Bân có ý gì, nhưng lại hiểu rõ Lạc Bân sẽ không làm anh phải thất vọng. Lúc này, hai vệ sĩ của nhà họ Trần đã đi đến bên cạnh Dương Thanh. Nhưng bọn họ còn chưa kịp ra tay, mấy người đàn ông vạm vỡ đột nhiên bước ra, chắn trước mặt Dương Thanh. Mắt nhìn chằm chằm vào vệ sĩ của nhà họ Trần. Trần Hưng Hải hơi híp mắt lại. Lão ta không ngờ Lạc Bân muốn đấu với mình đến cùng chỉ vì Dương Thanh. Sảnh tiệc vốn đang náo nhiệt, bây giờ đã trở nên vô cùng nặng nề. Đúng lúc này, có tiếng chuông điện thoại vang lên lanh lảnh. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Hưng Hải, thấy lão ta cầm điện thoại ra nghe máy. Mặt lão ta nhanh chóng biến sắc, giận dữ nói, cậu nói gì? Biết rõ chân tướng, Trần Hưng Hải với vẻ không dám tin, tức giận nói, hợp tác giữa nhà họ Trần và tập đoàn Cửu Hòa đã được 8 năm rồi, sao có thể nói hủy là hủy chứ? Khi Dương Thanh nghe về tập đoàn Cửu Hòa, cuối cùng anh cũng hiểu được tại sao Lạc Bân lại tự tin đến vậy. Khoảng một tháng trước, Lạc Bân đã xin anh một khoản kinh phí, nói rằng ông ta sẽ mua lại một số công ty. Và tập đoàn Cửu Hòa nằm trong danh sách được mua lại này. Vốn dĩ Dương Thanh nghĩ rằng Lạc Bân làm như vậy chỉ để phát triển tập đoàn Thành Hà. Bây giờ xem ra ông ta đã triển khai kết nối mạng lưới kinh doanh ở Châu Thành từ lâu rồi.
nói không chừng một số công ty hàng đầu ở Châu Thành đều đã được ông ta mua lại. Dương Thanh rất hài lòng và cũng rất vui mừng, khi vừa trở lại Giang Hải, anh đã không vì một sai lầm nhỏ của Lạc Bân mà đuổi cổ ông ta khỏi tập đoàn Nhãn Thanh. Dương Thanh biết rất rõ những cống hiến và thành tích của Lạc Bân trong những tháng qua. Trần Hưng Hải quát vào điện thoại một lúc lâu mới sực vỡ lẽ ra. Vừa rồi Lạc Bân nói rằng muốn kinh tế nhà họ Trần sụp đổ, ngay sau đó lão ta liền nhận được tin tức tập đoàn Cửu Hòa hủy bỏ hợp tác. Là cậu sao? Trần Hưng Hải nhìn Lạc Bân với ánh mắt dữ tợn. Lạc Bân thản nhiên cười, ông chủ Trần, đây chỉ mới là món khai vị, cũng để cảnh cáo thôi. Nếu ông nhất định muốn ra tay với cậu Thanh thì điều chờ đợi ông chính là sự diệt vong của nhà họ Trần. Lúc này vẻ mặt Lạc Bân tràn đầy tự tin, chẳng mảy may để ý đến Trần Hưng Hải. Ngay cả Dương Thanh cũng cảm thấy dường như đây mới là lần đầu tiên mình quen biết Lạc Bân. Được, tốt lắm, cậu là người đầu tiên dám uy hiếp Trần Hưng Hải tôi. Trần Hưng Hải nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ với chút mánh khóe này mà đòi tiêu diệt nhà họ Trần của tôi, liệu cậu có quá coi thường nhà họ Trần rồi không? Ông chủ Trần thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu đã như vậy, tôi sẽ cho ông thêm vài món chính. Lạc Bân cười nhạt, sau đó gọi tiếp một cuộc điện thoại nữa tiếp tục. Vẫn chỉ hai từ nhưng lại khiến Trần Hưng Hải cảm thấy vô cùng áp lực. Quá sức hoành hoang. Trần Hưng Hải giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng bồn chồn. Lạc Bân cười không nói lời nào, nói với Dương Thanh, cậu yên tâm, có tôi đây, hôm nay tôi sẽ không để ai đưa cậu đi khỏi đây đâu. Vậy thì thật cảm ơn sếp Lạc, Dương Thanh cười nói. Trần Hưng Hải vô cùng tức giận khi thấy Dương Thanh và Lạc Bân nói cười cười với nhau. Với tư cách là ông chủ nhà họ Trần, lão ta đã đích thân đến đây, vậy mà chẳng được xem trọng. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Hưng Hải lại reo lên. Tim lão ta đập thình thịch, mọi người cũng ngạc nhiên, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào Lạc Bân. Trần Hưng Hải nhìn Lạc Bân hồi lâu rồi nghe máy, sắc mặt bỗng tái nhợt, lần này không mất kiểm soát như trước nữa. Nhưng mọi người đều có thể nhận ra, nhà họ Trần lại gặp phải rắc rối lớn rồi. Ông chủ Trần, giờ còn muốn đưa cậu Thanh đi nữa không? Lạc Bân nhìn Trần Hưng Hải với vẻ khiêu khích. Lạc Bân, cậu đừng quá đáng như thế, tôi cảnh cáo cậu, thằng nhãi danh này không chỉ đắc tội với tôi mà còn đắc tội với cả Mục Đông Phong, chủ nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ nữa. Trần Hưng Hải trầm giọng nói, có thể cậu không biết, ngay tối hôm qua, cậu ta đã giẫm gãy cánh tay đứa con trai yêu quý của ông chủ Mục. Cũng là ông chủ Mục yêu cầu tôi bắt thằng nhãi này đi. Lạc Bân cười khẩy, đừng nói là ý của Mục Đông Phong, cho dù ông ta đích thân đến đây đi chăng nữa, tôi chỉ có một câu. Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cậu Thanh, tôi lại muốn xem, ai dám ngăn cản người mà Mục Đông Phong tôi muốn bắt đi. Ngay khi Lạc Bân vừa nói xong, một giọng nói hống hách vang lên từ cửa phòng tiệc. Giọng nói của ông ta vang lên trước khi ông ta xuất hiện. Ngay sau đó, Mục Đông Phong xuất hiện, nhưng không mang theo nhiều người, chỉ có hai vệ sĩ đi theo. Gia tộc ở tỉnh Lỵ cũng tới rồi. Nhà họ Mục được hậu thuẫn bởi gia tộc họ Hàn giàu có bậc nhất ở tỉnh Lỵ, bây giờ xem ra Lạc Bân và cậu thanh niên thảm rồi. Tập đoàn Thành Hà chỉ là doanh nghiệp ở Châu Thành, còn nhà họ Mục là gia tộc ở tỉnh Lỵ, không những giàu có mà còn rất có thế lực. Một câu thôi cũng đủ để khiến tập đoàn Thành Hà rơi xuống vực sâu. E rằng Lạc Bân thực sự gặp rắc rối lớn rồi. Mọi người đều có vẻ ngạc nhiên, đối với những người có mặt ở đó, Trần Hưng Hải đã là một người ngoài tầm với rồi, nay với Mục Đông Phong lại càng xa vời hơn. Trịnh Dương cũng có vẻ thẫn thờ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ người tai to mặt lớn mà ông già mình nói là Mục Đông Phong? Ông ta thực sự không thể nghĩ ra. Ngoài Mục Đông Phong thì còn có ai có địa vị cao hơn chứ? Khi Lạc Bân nhìn thấy Mục Đông Phong xuất hiện, vẻ mặt ông ta có chút nghiêm trọng, nhưng lại không hề có vẻ sợ sệt. Ông ta hiểu rất rõ thân phận của Dương Thanh. Đừng nói là tỉnh Lỵ, ngay cả những nhà giàu có ở Yến Đô, e rằng Dương Thanh cũng không xem ra gì. Chỉ là, nếu bảo ông ta đối phó với nhà họ Trần thì còn có thể được, nhưng có thêm nhà họ Mục, thì chắc ông ta không đủ sức. Ánh mắt Trần Hưng Hải vô cùng lạnh lùng, vội vã nhường chỗ cho Mục Đông Phong, hơi cúi đầu nói, ông chủ Mục, nếu không phải Lạc Bân, tôi đã mang thằng danh con đó về nhà họ Trần rồi. Mục Đông Phong không nói gì, đột nhiên nhìn Dương Thanh. Ông ta không hề thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt Dương Thanh, thậm chí còn không có chút căng thẳng.
Giống như tối hôm qua, anh rất điềm tĩnh, dường như không hề để mắt đến ông ta. Lạc Bân, không phải vừa rồi ông rất mạnh miệng sao? Nói muốn tiêu diệt nhà họ Trần tôi cơ mà. Đúng rồi, ông còn nói cho dù là ông chủ mục tới, ông cũng sẽ không xem ra gì. Sao giờ không nói gì? Mục Đông Phong đến đã giúp cho Trần Hưng Hải bình tĩnh lại, lão ta cười lạnh. Mặc dù doanh nghiệp của nhà họ Trần đã chịu sự đả kích, nhưng với lão ta, chỉ cần có thể duy trì mối quan hệ với Mục Đông Phong, thì việc trở thành bá chủ của Châu Thành cũng không phải là không thể. Nhưng nếu muốn bám gót Mục Đông Phong thì phải giải quyết mọi chuyện hôm nay cho êm đẹp. Dương Thanh, thằng khốn, mày không chỉ xúc phạm đến ông chủ Trần mà ngay cả ông chủ Mục mày cũng dám đắc tội, còn không mau cút tới xin lỗi. Cuối cùng Trịnh Dương cũng tìm được cơ hội tiếp xúc với ông lớn, vội vàng quát Dương Thanh. Châu Ngọc Kiệt cũng tỉnh ngộ, đây là ngày vui của nhà họ Châu, mặc dù đã bị hủy, nhưng giờ lại có cơ hội để tiếp cận các gia tộc lớn. Ông ta cũng vội vàng chạy tới, mắng nhiếc Dương Thanh, cái thứ rác rưởi, mày còn mặt mũi ngồi đây sao, cút nhanh. Châu Ngọc Thúy, nhìn con rể tốt của cô đi, dám chọc giận cả nhà họ Trần và nhà họ Mục, đúng là không biết tự lượng sức. Ông cụ Châu tức giận nói. Hôm qua Dương Thanh đã tặng lão ta trà trị giá hàng chục triệu, vốn lão ta đã thừa nhận Dương Thanh rồi. Nhưng hôm nay là ngày vui của cháu đích tôn nhà họ Châu mà Dương Thanh lại gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối, phá hỏng cả đám cưới. Lão ta cũng muốn nhân cơ hội giao lưu với nhà họ Trần và nhà họ Mục, dù là Trần Hưng Hải hay Mục Đông Phong, chỉ cần một người sẵn sàng giúp đỡ, thì nhà họ Châu đã có thể bước chân ra khỏi thị trấn nhỏ này rồi. Dương Thanh, còn không mau quỳ xuống xin lỗi, cầu xin ông chủ Trần và ông chủ Mục tha cho. Châu Ngọc Thúy cũng lo lắng, quát Dương Thanh. Trong chốc lát, cả gia đình họ Châu đều mắng chửi Dương Thanh, yêu cầu anh quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Trịnh Mỹ Linh đứng trong đám đông liền nở một nụ cười gian ác, cơ hội mà cô ta chờ đợi cuối cùng cũng đến. Ông chủ Trần, tôi biết tại sao cháu trai ông lại chết. Vào lúc này, Trịnh Mỹ Linh đột nhiên bước lên trước, nói lớn với vẻ mặt điên cuồng. Rèn luyện và thử thách. Lời nói của Trịnh Mỹ Linh khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô ta. Mặt Trịnh Dương tái mét, nhanh chóng ngắt lời, Mỹ Linh, đừng nói bậy. Đây là việc liên quan đến mạng người, nếu cô ta biết thật thì không sao, nhưng Trần Hưng Hải nhất định sẽ không tha nếu biết cô ta nói bậy, ngay cả nhà họ Trịnh cũng không tránh khỏi liên lụy. Trần Hưng Hải chợt nhớ đến một chuyện, tối qua lão đã nhìn thấy cô gái này ở nhà hàng Bắc Viên Xuân. Nếu không phải Dương Thanh đòi dẫn cô ta đi, thì cô ta đã trở thành đồ chơi của đám vệ sĩ nhà họ Mục rồi. Cháu trai tôi bị Dương Thanh giết chết, cô còn gì muốn nói không? Hai mắt Trần Hưng Hải đỏ ngầu, lão ta mặc định rằng Trịnh Mỹ Linh sẽ nói giúp cho Dương Thanh. Lão ta hùng hổ đến đây, vì trả thù cho cháu trai là giả, vì thể diện của nhà họ Trần mới là thật. Còn về Dương Thanh, lão ta chỉ nghi ngờ mà thôi, chứ không có chứng cứ chứng minh Dương Thanh là hung thủ. Nhưng nếu không nhanh chóng tìm ra hung thủ thì người khác sẽ nói rằng nhà họ Trần bất tài, ngay cả thủ phạm sát hại con cháu mình mà cũng không tìm ra. Vì vậy, cần phải có một kẻ thế thân trong vụ này, và người đó chính là Dương Thanh. Về phần hung thủ thực sự, nhà họ Trần sẽ tiếp tục điều tra. Nếu bây giờ Trịnh Mỹ Linh chứng minh được cái chết của Trần Anh Tuấn không liên quan gì đến Dương Thanh thì việc lão ta hùng hổ đến đây sẽ biến thành trò cười. Cho nên Trần Hưng Hải không muốn Trịnh Mỹ Linh nói ra. Ông chủ Trần, tôi tận mắt chứng kiến anh Tuấn bị giết. Vẻ mặt Trịnh Mỹ Linh hung dữ, đột nhiên nhìn Dương Thanh với ánh mắt ngập tràn thù hận. Cô ta chỉ về phía Dương Thanh, là anh ta chính là người đã giết anh Tuấn. Sự xác nhận của Trịnh Mỹ Linh khiến cả sảnh rơi vào im lặng. Mọi người đều trợn tròn mắt. Thậm chí Trần Hưng Hải cũng không ngờ rằng Trịnh Mỹ Linh thực sự đang giúp lão đổ tội cho Dương Thanh. Mọi người ai cũng sững sờ trước lời nói của Trịnh Mỹ Linh. Hóa ra cái chết của cậu chủ nhà họ Trần là do tên ở rể này gây ra. Thật không thể tin được, thằng nhóc này gan lớn đến mức dám giết cả con cháu nhà họ Trần. Nếu vậy, nhà họ Trần sẽ không bỏ qua cho thằng nhóc này đâu. Mọi người đang bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn Dương Thanh cũng thay đổi dần đi. Trịnh Mỹ Linh, cô đang nói bậy bạ cái gì đó. Sau khi sững người một hồi, Tần Thanh Tâm vô cùng tức giận. Ngày hôm qua, Dương Thanh vốn không hề muốn cứu Trịnh Mỹ Linh,
nhưng vì cô đã cầu xin nên anh mới bất chấp nguy cơ bị nhà họ Mục và nhà họ Trần giữ lại để cứu cô ta. Nhưng thật không ngờ, cô em họ năm lần bảy lượt muốn hại mình này vẫn chứng nào tật nấy, lấy oán trả ơn. Dương Thanh híp mắt nhìn Trịnh Mỹ Linh. Trịnh Mỹ Linh cực kỳ sợ hãi khi đứng đối diện với Dương Thanh, cảnh tượng Dương Thanh giẫm gãy tay Mục Trấn trong phòng riêng đêm qua vẫn còn in sâu trong tâm trí cô ta. Cô tên gì? Trần Hưng Hải đột nhiên hỏi. Trịnh Mỹ Linh vội vàng đáp, thưa ông chủ Trần, tôi tên là Trịnh Mỹ Linh, cháu nội Trịnh Đức Hoa, chủ tịch tập đoàn Trịnh Hòa. Được, từ hôm nay trở đi, nhà họ Trịnh sẽ là đối tác của nhà họ Trần. Sau khi giải quyết chuyện hôm nay xong, tôi sẽ cho người qua bàn chuyện ký hợp đồng với tập đoàn Trịnh Hòa. Trần Hưng Hải nói, mặc dù lão ta không thể xác định được tính chân thật của những lời Trịnh Mỹ Linh nói, nhưng vào thời điểm này cô ta có thể khẳng định là do Dương Thanh làm trước mặt nhiều người, điều này đã giúp ích rất nhiều cho lão ta rồi. Trịnh Mỹ Linh vui mừng khôn xiết, vội nói cảm ơn ông chủ Trần. Sở dĩ cô ta mạo hiểm làm việc này là vì câu nói này của Trần Hưng Hải. Cuối cùng cô ta cũng đã thành công. Ở trong giới thượng lưu Châu Thành bao lâu nay, cô ta hiểu rõ con cháu của gia tộc lớn có địa vị cao như thế nào trong lớp trẻ bọn họ. Theo những gì Trần Hưng Hải vừa nói thì không bao lâu nữa, nhà họ Trịnh sẽ sớm nằm trong số những gia tộc tuyến hai ở Châu Thành. Nếu được nhà họ Trần coi trọng, nhà họ Trịnh thậm chí còn có thể trở thành gia tộc tuyến một. Trịnh Dương cứ ngỡ mình đang nằm mơ, nhân vật máu mặt mà mình tốn biết bao công sức nghĩ cách tiếp cận, nay chỉ cần một câu nói của con gái mình, đã giúp nhà họ Trịnh có được cơ hội tốt như vậy. Những người khác cũng sửng sốt, ai cũng ngầm hiểu rằng trong tương lai, gia tộc họ Trịnh sẽ lớn mạnh. Mục Đông Phong ngồi bên cạnh, vui vẻ quan sát tất cả những gì đang diễn ra. Hôm nay ông ta tới đây là để giữ thể diện cho Trần Hưng Hải. Chỉ cần nhà họ Trần có thể giết chết Dương Thanh thì mối thù giẫm gãy tay của con trai ông ta cũng coi như được báo rồi. Vẻ mặt của Lạc Bân vô cùng khó coi, ông ta vốn tưởng mình có thể đánh bại nhà họ Trần, không ngờ bây giờ lại có thêm một nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ nữa. Tôi muốn làm cho kinh tế nhà họ Trần sụp đổ hoàn toàn trong vòng một tiếng đồng hồ. Giọng nói của Lạc Bân đột nhiên vang lên, và ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Nhìn ông ta cúp điện thoại, Trần Hưng Hải tức giận nói, Lạc Bân, bây giờ chứng cứ đã rõ ràng, cái chết của cháu tôi là do thằng nhóc đó gây ra, cậu còn muốn chống lại tôi sao? Tôi đã nói rồi, có tôi ở đây, đừng ai nghĩ đến việc mang cậu Thanh đi. Lạc Bân trầm giọng nói, hơn nữa, chỉ dựa vào lời nói của một con nhóc ngu ngốc mà xem đó là bằng chứng được à? Hay là để tôi tùy tiện tìm một cô gái khác đến rồi nói cái chết của cháu trai ông là do nhà họ Viên gây ra, ông dám dẫn người đến nhà họ Viên làm loạn không? Nếu ông đã nhất quyết muốn động đến cậu Thanh, vậy thì tôi chỉ có thể dốc hết sức mình làm cho nhà họ Trần sụp đổ thôi. Nếu Dương Thanh đã không nói gì, có nghĩa là mọi chuyện sẽ do mình toàn quyền xử lý, nếu mình thật sự không chống đỡ nổi, thì nhất định cậu ấy sẽ ra mặt. Nghĩ đến điều này, Lạc Bân không còn lo lắng gì nữa. Lạc Bân, tôi cho ông một cơ hội, bảo người của ông dừng lại đi. Lúc này, cuối cùng Mục Đông Phong cũng lên tiếng, trong mắt hiện lên vẻ uy hiếp, ngoan ngoãn giao thằng nhóc kia ra, nếu không, ông sẽ chết. Thân là chủ nhà họ Mục, ông ta có đủ tư cách để nói ra điều này và cũng đủ khả năng giết Lạc Bân. Ha ha! Lạc Bân đột nhiên cười lớn, tỏ vẻ không hề sợ hãi, nếu nhà họ Mục cũng muốn nhúng tay vào, thì sau hôm nay, trên đất Châu Thành sẽ không có bất kỳ sản nghiệp nào của nhà họ Mục nữa. Lúc này, Lạc Bân vô cùng khí thế và bá đạo. Chống lại Trần Hưng Hải may ra còn có người chấp nhận được, nhưng bây giờ, ông ta uy hiếp cả Mục Đông Phong trước mặt nhiều người như vậy, điều này khiến ai cũng choáng váng. Ngay sau đó, Lạc Bân lại gọi một cuộc gọi khác, mọi người chỉ nghe thấy ông ta nói, tôi muốn sản nghiệp trên đất Châu Thành của nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ biến mất hoàn toàn trong hôm nay. Cuộc điện thoại của ông ta đã dấy lên một làn sóng hỗn loạn. Vừa rồi ông ta bảo sẽ làm cho kinh tế của nhà họ Trần sụp đổ, bây giờ ông ta còn muốn làm cho sản nghiệp của nhà họ Mục biến mất khỏi Châu Thành. Ông ta bị điên à? Dám uy hiếp người có máu mặt ở tỉnh Lỵ, đó chính là chủ gia tộc họ Mục, Mục Đông Phong đấy. Chỉ vì một thằng ở rể mà ông ta làm ra chuyện này, có đáng không chứ? Ông ta chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi. Kinh tế nhà họ Trần dễ dàng sụp đổ như vậy à? Còn nhà họ Mục,
sản nghiệp của họ ở Châu Thành đã cắm rễ từ lâu, muốn làm cho sản nghiệp của nhà họ Mục biến mất, ông ta làm nó biến mất bằng miệng chắc. Mọi người kinh ngạc, xôn xao hết cả lên. Từ đầu đến cuối Dương Thanh luôn bình tĩnh ngồi đó, như thể đang xem chuyện không liên quan đến mình vậy. Chỉ là, khóe miệng anh thoáng nở một nụ cười nhàn nhạt, trong mắt anh vẫn có một chút gì đó vui vẻ. Bây giờ chính là thử thách và sự rèn luyện dành cho Lạc Bân. Dù sao anh cũng đã hứa với Lạc Bân là sau khi mọi chuyện ở Châu Thành ổn định, anh sẽ sắp xếp ông ta vào trụ sở chính của tập đoàn Nhãn Thanh. Nếu những chuyện nhỏ nhặt ở Châu Thành mà ông ta cũng không xử lý được thì sao ông ta có thể sống sót ở một nơi hỗn tạp như Yến Đô chứ? Những ông lớn tề tựu. Sức mạnh và sự bá đạo của Lạc Bân khiến mọi người choáng váng. Ngay cả Trần Hưng Hải cũng có chút kinh ngạc, lão ta biết rất rõ Mục Đông Phong là người thế nào, vậy mà Lạc Bân dám uy hiếp ông ta ở nơi đông người. Thật là to mồm. Tôi cũng đang muốn xem nội trong hôm nay ông làm cách nào để quét sạch sản nghiệp nhà họ Mục tôi ra khỏi Châu Thành. Mục Đông Phong cười với một nụ cười gian ác. Lạc Bân đã thực sự chọc giận ông ta thề nếu hôm nay không giết Lạc Bân thì ông ta không phải là người. Chị cả, hình như con rể của chị sợ quá không dám nói gì. Bỗng nhiên có nhiều ông to bà lớn đến như vậy, còn chỗ nào cho cậu ta nói chuyện chứ? Anh thấy có vẻ như cậu ta đang run. Không chừng đái ra quần rồi đấy chứ. Đám người Châu Ngọc Kiệt, Châu Ngọc Dung cũng mỉa mai. Đám cưới lần này của thằng Khải đáng ra không nên mời gia đình cô, giờ thì hay rồi, cái thằng rể rác rưởi của cô đã đắc tội với quá nhiều ông lớn rồi. Đám cưới của thằng Khải chỉ có thể hoãn lại. Ông cụ Châu cũng chỉ vào Châu Ngọc Thúy tức giận nói, nếu ngày vui của thằng Khải bị trì hoãn vì chuyện của cậu ta, thì để xem tôi xử lý các người thế nào. Trước đó, vì Lạc Bân chủ động chào hỏi Tần Y, đám người nhà họ Châu còn nhờ Châu Ngọc Thúy đi tìm Tần Y, nói tốt cho nhà họ Châu trước mặt Lạc Bân. Bây giờ bọn họ lại thay nhau chỉ trích Châu Ngọc Thúy. Trong lòng Châu Ngọc Thúy tức giận, vừa mới đắc ý một chút thì đã bị Dương Thanh phá hoại rồi. Chắc bây giờ đám người trong mẹ đẻ của bà ta đều rất căm hận cả nhà bà ta. Lúc nhà họ Châu đang oán trách Dương Thanh, một vài bóng người lại vội vã đến. Bọn họ đều khoác lên mình một bộ đồ vest, phong thái hơn người, vừa nhìn đã biết là người quyền thế. Hoàng Trung, chủ tịch công ty Hải Đức đến thăm hỏi nhà họ Mục. Trương Soái, chủ tịch nhà sản xuất Tần Thị đến thăm hỏi nhà họ Mục. Văn Đức Sinh, chủ nhà họ Văn đến thăm hỏi nhà họ Mục. Từng giọng nói đầy tôn kính vang lên khắp sảnh tiệc. Sau khi Hoàng Trung và những người khác lần lượt báo tên họ, cả sảnh tiệc nhốn nháo cả lên. 7-8 người liên tiếp đều là những người đứng đầu trong các lĩnh vực lớn của Châu Thành, ai cũng thuộc gia tộc tuyến một của Châu Thành. Mặc dù những gia tộc này không sánh bằng nhà họ Trần và nhà họ Viên, nhưng ngoài hai gia tộc đứng đầu này, thì thực lực những gia tộc đó cũng rất mạnh. Giờ tất cả họ đều đích thân đến, chỉ với một mục đích duy nhất là thăm hỏi nhà họ Mục. Mục Đông Phong nở nụ cười vui mừng, tuy rằng không quen biết ai, nhưng họ đến thăm hỏi ông ta lúc này cũng đủ để làm cho ông ta hãnh diện. Vừa rồi ông nói, trong ngày hôm nay ông sẽ làm cho các sản nghiệp của nhà họ Mục bốc hơi khỏi Châu Thành sao? Mục Đông Phong nhìn Lạc Bân giễu cợt, giờ ông còn dám nói lại những gì vừa nói không? Gì chứ, lại dám ngông cuồng nói sẽ làm cho các sản nghiệp của nhà họ Mục bốc hơi khỏi Châu Thành sao? Ông chán sống rồi à? Thực sự tưởng tập đoàn Thành Hà là tập đoàn lớn nhất Châu Thành sao? Có chúng tôi ở đây, ai dám động đến sản nghiệp nhà họ Mục? Những người có uy quyền vừa đến thăm hỏi Mục Đông Phong, ai nấy đều tức giận hét vào mặt Lạc Bân. Nếu là trước đây, cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám nói với Lạc Bân như thế. Vừa nhận được thông báo từ nhà họ Trần, họ đã biết nhiệm vụ của mình trước khi đến đây là gì rồi. Đó chính là bắt tay nhau đẩy tập đoàn Thành Hà ra khỏi Châu Thành. Nếu chỉ có nhà họ Trần, bọn họ sẽ không dám tới, nhưng bây giờ đến Mục Đông Phong cũng có mặt thì tại sao bọn họ lại không dám? Lạc Bân vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng lướt qua mấy người, nếu các người cũng muốn nhúng tay vào, vậy thì cùng biến mất tại Châu Thành đi. Biến mất mà ông ta nói đương nhiên là cả gia tộc và sản nghiệp của đám người này. Vãi, tên này không phải điên mà là ngu ngốc. Có rất nhiều ông lớn của nhiều lĩnh vực ở đây, vậy mà ông ta vẫn dám lên tiếng đe dọa, ông ta chán sống rồi sao? Sợ rằng sau ngày hôm nay chính tập đoàn Thành Hà mới là tập đoàn bị bại sản. Mọi người xung quanh nhìn Lạc Bân như thể họ đang nhìn một kẻ ngốc vậy.
Đúng lúc này, có thêm hai bóng người vội vàng đi tới. Tô Thành Vũ của nhà họ Tô ở Giang Hải, dẫn con gái lớn Tô San đến xin lỗi ông chủ Trần. Tô Thành Vũ kéo Tô San vội vàng bước tới, hơi cúi đầu chào Trần Hưng Hải. Nhà họ Tô và nhà họ Trần thân nhau từ lâu, bố của Tô Thành Vũ và Trần Hưng Hải là người cùng thế hệ, tuy rằng thế lực của hai gia tộc ngang nhau, nhưng tính ra thì Tô Thành Vũ vẫn là thế hệ sau so với Trần Hưng Hải. Trời à, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ngay cả nhà họ Tô giàu nhất Giang Hải cũng tới đây sao? Tô Thành Vũ bảo là dẫn con gái đến xin lỗi, chuyện này là sao? Nhà họ Trần mạnh như vậy sao? Ngay cả ông chủ giàu có ở Giang Hải cũng phải cúi đầu sao? Sau khi Tô Thành Vũ báo danh xong, hầu như ai cũng cảm thấy lạ, nhốn nháo cả lên. Đám người nhà họ Châu cũng ngớ người ra. Trịnh Dương trợn mắt nhìn, bố ông ta nói hôm nay có nhân vật lớn đến. Đầu tiên là Trần Hưng Hải, sau đó là Lạc Bân, tiếp đến là Mục Đông Phong, giờ thậm chí cả Tô Thành Vũ cũng tới đây. Bất kỳ một ai trong số này cũng đều là nhân vật lớn đối với Trịnh Dương. Con bé hư đốn này, con còn không mau xin lỗi ông chủ Trần, giải bày sự tình đi. Thấy Tô San vẫn không tỏ thái độ gì, Tô Thành Vũ lập tức lộ vẻ tức giận. Con không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi? Tô San vẫn không chịu khuất phục. Cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng. Bốp! Tô Thành Vũ tát Tô San một cái, tức giận nói, hư đốn, con còn dám cho là mình đúng à? Tối hôm qua nếu không phải vì con thì sao anh Tuấn gây thù với người khác? Bây giờ, con phải nói cho ông chủ Trần biết, người thanh niên đi cùng con tối hôm qua là ai? Cũng là cung cấp một ít manh mối cho ông chủ Trần, để ông ấy có thể mau chóng tìm ra hung thủ. Lúc này... Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai cha con nhà này, chẳng ai để ý đến Dương Thanh. Anh rể, nhân lúc không ai để ý tới, anh trốn mau đi. Mặt Tần Y lộ vẻ lo lắng, khẽ nói. Mặc dù cô ta biết Dương Thanh rất lợi hại, nhưng hiện tại có quá nhiều ông lớn, hơn nữa họ đến đây để giúp Trần Hưng Hải và Mục Đông Phong. Nếu thực sự đánh nhau, chắc chắn Dương Thanh sẽ đứng mũi chịu sào. Muốn trốn đi đâu? Một âm thanh chói tai bỗng vang lên, người ta thấy Trịnh Mỹ Linh đứng sang một bên, cười lạnh. Vừa rồi cô ta đến gần nhìn chằm chằm Dương Thanh, sợ Dương Thanh bất thình lình bỏ chạy. Mặc dù giọng nói của Tần Y rất nhỏ, nhưng vẫn bị cô ta nghe thấy. Rõ ràng cô ta cố ý nói lớn cho Trần Hưng Hải nghe. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Dương Thanh. Đến lúc này, họ mới nhận ra rằng mọi chuyện đang xảy ra đều là do người thanh niên này. Trịnh Mỹ Linh, Tần Y đứng bật dậy, vẻ mặt đầy tức giận, giơ tay tát vào mặt cô ta. Bốp, một cái tát giòn giã vang lên khắp sảnh tiệc, con khốn, sao chị dám đánh tôi? Trịnh Mỹ Linh thét lên, lao về phía Tần Y. Bốp, cô ta vừa đưa tay lên chưa kịp tát xuống, đã ăn một cái tát nữa vào mặt. Bụp, trong sự kinh ngạc của mọi người, Trịnh Mỹ Linh văng ra xa vài mét, đập xuống đất. Cả hội trường đột nhiên im phăng phắc. Chỉ thấy Dương Thanh đứng trước mặt Tần Y, điềm tĩnh nói, lẽ ra con nhóc này nên bị đánh từ lâu rồi. Tuyên chiến tập thể rốt cuộc Dương Thanh cũng ra mặt. Vừa rồi anh không nói gì chỉ vì muốn xem Lạc Bân có thể làm đến đâu. Hiện giờ, biểu hiện của ông ta khiến anh rất hài lòng. Hầu như toàn bộ các gia tộc giàu có của Châu Thành đều đã tới. Cho dù Lạc Bân có giỏi tới đâu cũng không thể đồng thời đối mặt với nhiều gia tộc như vậy. Cậu Thanh. Sao cậu lại ở đây? Tô Thành Vũ trông thấy Dương Thanh thì mặt mày trắng bệch, run giọng hỏi. Ông ta tới đây vì Trần Hưng Hải, chỗ ngồi của Dương Thanh bị Lạc Bân đứng dậy che mất nên đến tận lúc này ông ta mới thấy anh. Trong số những người ở đây, Tô Thành Vũ là người biết rõ thân phận của Dương Thanh nhất. Ngày đầu tiên Dương Thanh trở về Giang Hải, chính ông ta và quản gia của gia tộc Vũ Văn Hàn Thiên Thành tới sân bay đón anh, muốn đón anh về Yến Đô làm chủ gia tộc Vũ Văn. Cũng có nghĩa là, chỉ cần Dương Thanh muốn, lúc nào anh cũng có thể tùy ý tới Yến Đô nắm quyền quản lý gia tộc Vũ Văn. Đó là gia tộc đứng trên đỉnh cao danh vọng của Chiêu Châu. Chủ của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đều là những ông già 70, 80 tuổi. Nhưng gia tộc Vũ Văn lại muốn cho Dương Thanh mới 27 tuổi thừa kế vị trí chủ gia tộc. Có thể thấy thân phận của anh kinh khủng tới mức nào. Dương Thanh, mày dám đánh con gái tao? Tao phải liều mạng với mày. Trịnh Dương thấy khóe miệng Trịnh Mỹ Linh máu me be bét,
dụng mất mấy cái răng thì lập tức nổi giận, lao tới chỗ anh. Đám người nhà họ Châu cũng vô cùng tức giận. Châu Ngọc Thúy, con rể của cô giỏi thật đấy. Bị nhiều gia tộc nhằm vào thì không dám ra mặt, lại đánh người của nhà mình, ông cụ Châu châm chọc nói. Nếu con gái tao xảy ra chuyện gì, tao không tha cho mày đâu, Châu Ngọc Dung giận dữ nói. Trịnh Dương đã xông tới trước mặt Dương Thanh. Chết tiệt, dừng lại mau. Tô Thành Vũ lập tức chạy tới chỗ Trịnh Dương hét lên. Nhưng có người còn nhanh hơn ông ta, vệ sĩ của Lạc Bân đã ra tay. Trịnh Dương chưa kịp chạm vào người Dương Thanh đã bị đá bay. Lúc này Tô San cũng bối rối, không phải bố đưa cô ta tới xin lỗi Trần Hưng Hải à? Sao bây giờ lại đi giúp Dương Thanh? Mà vừa rồi khi bố nhìn thấy Dương Thanh, toàn thân run rẩy, nói lắp bắp không nên lời. Nói chuyện với anh ấy còn cung kính hơn cả Trần Hưng Hải. Không chỉ Tô San, đám ông lớn đang có mặt cũng nghi ngờ điều này. Cậu Thanh tới Châu Thành khi nào vậy? Nếu biết tôi đã tới chào hỏi rồi. Tô Thành Vũ tới trước mặt anh, mồ hôi ướt đẫm trán, dè dặt nói. Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông ta, chào phúng nói, ông là chủ của một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải, tôi chỉ là một kẻ tầm thường sao dám phiền ông tới chào hỏi. Cậu Thanh đừng chê cười tôi nữa. Đối với cậu, thân phận này của tôi là cái thá gì? Tô Thành Vũ sợ phát khóc, ông ta nghe ra được Dương Thanh đang chế giễu mình. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, ông vừa nói muốn Tô San bán tin tức của tôi cho Trần Hưng Hải đấy. Cậu, Tô Thành Vũ quá sợ hãi, lắp bắp hỏi, tối qua cậu đi cùng con bé San sao ạ? Bố ơi, tối qua người đi cùng con chính là Dương Thanh. Tô San lên tiếng xác nhận. Nghe vậy, Tô Thành Vũ sững sờ tại chỗ. Ông ta vừa mới tới, chưa biết rõ tình hình nơi này, cũng không biết tối qua Tô San đi cùng ai. Trông thấy ánh mắt chán ghét của đám người Trần Hưng Hải nhìn chằm chằm Dương Thanh, ông ta mới hiểu ra người có xích mích với Trần Anh Tuấn vào tối qua chính là Dương Thanh. Vậy thì đám người Trần Hưng Hải tới đây là để đối phó anh sao? Ông ta lại còn định giúp đỡ bọn họ. Nghĩ vậy, Tô Thành Vũ suýt tè ra quần, chân run lẩy vậy. Người trẻ tuổi trước mặt có thể tùy ý tiếp quản một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô. Không chỉ là Châu Thành, cho dù là cả Chiêu Châu cũng không có mấy người có thể uy hiếp được Dương Thanh. Tôi khuyên mấy ông một câu, muốn động vào cậu Thanh hãy tự lượng sức mình trước đi. Tô Thành Vũ vừa rồi còn khúm núm trước mặt Trần Hưng Hải giờ đây lại như biến thành một người khác, lạnh lùng cảnh cáo đám chủ gia tộc của Châu Thành. Ông ta và Lạc Bân đứng cạnh Dương Thanh cứ như vệ sĩ của anh. Tô Thành Vũ, cậu có ý gì? Trần Hưng Hải cau mày hỏi. Ông chủ Trần, nể tình hai nhà chúng ta thân thiết nhiều năm, tôi khuyên ông, nếu không có chứng cứ xác thực thì hãy rời khỏi đây đi. Tô Thành Vũ bình thản đáp. Tuy hai nhà Tô Trần có giao tình với nhau nhưng chỉ là khi bố của Tô Thành Vũ còn sống. Từ khi ông ta tiếp quản gia tộc, quan hệ hai nhà không còn thân thiết như trước nữa. Nếu nhà họ Trần có xung đột với Dương Thanh, chắc chắn ông ta sẽ đứng về phía Dương Thanh. Cậu đang uy hiếp tôi sao? Trần Hưng Hải lập tức nổi giận. Đối với lão ta, Tô Thành Vũ chỉ là con cháu của một người bạn cũ, không ngờ đối phương dám đối đầu với mình. Lão ta không ngờ được rằng, không phải Tô Thành Vũ đang uy hiếp mà là tốt bụng nhắc nhở lão ta. Tô Thành Vũ thở dài, ông ta không được để lộ thân phận thật sự của Dương Thanh. Ông ta đã nhắc nhở Trần Hưng Hải, nếu nhà họ Trần còn tự lao đầu vào chỗ chết cũng không phải tại ông ta. Ông chủ Trần, tôi không hề uy hiếp ông, nhưng tôi nói cho ông biết, bất kỳ ai dám động vào cậu Thanh đều là kẻ địch của nhà họ Tô. Tô Thành Vũ kiên định nói, cho dù hy sinh toàn bộ nhà họ Tô cũng đáng. Oanh! Lời nói bá đạo của ông ta khiến tất cả đều khiếp sợ. Nhà họ Tô muốn trở mặt với nhà họ Trần chỉ vì một thằng ở rể vô dụng sao? Đến cả Trần Hưng Hải cũng không dám tin nhà họ Tô làm bạn với gia tộc ông ta bao lâu nay lại đứng về phía kẻ địch của mình. Mục Đông Phong híp mắt quan sát. Ông ta vẫn luôn cảm thấy Dương Thanh không hề đơn giản nhưng chỉ điều tra ra được anh là đứa con hoang bị gia tộc Vũ Văn trục xuất mà thôi. Tuy có quan hệ với gia tộc Vũ Văn nhưng không đến mức Tô Thành Vũ phải ủng hộ tới vậy. Cậu đang tuyên chiến với nhà họ Trần sao? Trần Hưng Hải cắn răng chất vấn. Phải xem nhà họ Trần lựa chọn thế nào. Tô Thành Vũ tỏ rõ thái độ, khí thế mạnh mẽ. Được, nếu đã như vậy tôi tuyên bố. Từ hôm nay trở đi nhà họ Trần của Châu Thành chính thức tuyên chiến với nhà họ Tô của Giang Hải.
Trần Hưng Hải gằn từng chữ. Công ty Hải Đức của Châu Thành tuyên chiến với nhà họ Tô của Giang Hải. Nhà sản xuất Tần Thị của Châu Thành tuyên chiến với nhà họ Tô của Giang Hải. Nhà họ Văn của Châu Thành tuyên chiến với nhà họ Tô của Giang Hải. Trần Hưng Hải vừa dứt lời, mấy gia tộc lớn đang có mặt cũng thi nhau tuyên chiến với nhà họ Tô. Lời tuyên chiến bá đạo vang vọng khắp cả sảnh. Khách khứa ngơ ngác chứng kiến hết thảy, nhưng Tô Thành Vũ không hề lung lay, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Dương Thanh nở nụ cười ngây ngô vô hại, chợt quay sang hỏi Mục Đông Phong, ông thì sao? Ông trùm lớn nhất. Không ai ngờ được Dương Thanh bị nhiều gia tộc của Châu Thành ghim như vậy còn dám lên tiếng chất vấn Mục Đông Phong. Ông ta híp mắt cười nói, cậu thực sự cho rằng có Tô Thành Vũ và Lạc Bân làm chỗ dựa là có thể khiêu khích nhà họ Mục sao? Dương Thanh chậm rãi lắc đầu. Nếu biết không thể sao còn dám hỏi ông chủ Mục như vậy? Đúng là phách lối, cậu ta nghĩ nhiều gia tộc của Châu Thành như vậy không đối phó nổi nhà họ Tô và tập đoàn Thành Hà sao? Ông chủ Mục, chỉ cần ông nói một câu, tôi lập tức cho người giải quyết tập đoàn Thành Hà. Những gia tộc vừa nhao nhao tỏ thái độ xong lại tranh nhau nịnh nọt Mục Đông Phong, chỉ sợ không được chú ý. Dương Thanh cười lạnh nhìn ông ta, ông là cái thá gì mà tôi phải khiêu khích. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nụ cười trên mặt Mục Đông Phong lập tức cứng đờ. Ông ta không ngờ một người trẻ tuổi như anh dám thốt ra lời này. Thằng nhóc, cậu chọc giận tôi rồi đấy. Cậu nên biết dù là ở tỉnh lỵ cũng không có ai dám nói với tôi như vậy đâu, ánh mắt Mục Đông Phong lạnh xuống. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, muốn dẫn tôi đi thì mau ra tay. Dương Thanh đứng chắp tay khinh thường nói. Xét về võ công, chưa ai khiến anh phải run sợ. Xét về tiền tài, chỉ một tập đoàn Nhạn Thanh đã đủ vượt qua tổng tài sản của đám người này. Toàn bộ Chiêu Châu có mấy người so được với anh. Hiện giờ Dương Thanh vô cùng kiêu ngạo. Không thèm xem đám người trước mặt ra gì. Xếp Lạc, nhớ nghĩ mặt mũi của bọn họ cho tôi. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn bọn họ mất hết tất cả. Dương Thanh bỗng nhiên nói với Lạc Bân. Xếp Lạc, tính cả tôi nữa. Tô Thành Vũ chủ động lên tiếng. Lạc Bân nhếch miệng nói, nếu có ông chủ Tô trợ giúp, chẳng cần tới 3 ngày. Một ngày hôm nay là đủ để phá hủy mọi thứ của họ rồi. Ha ha, to gan lớn mật. Mục Đông Phong giận quá hóa cười, lớn tiếng nói, thực sự cho rằng nhà họ Mục dễ bắt nạt sao? Dám nói chuyện với ông chủ Mục như vậy, đúng là không sợ chết. Trần Hưng Hải phất tay ra lệnh cho vệ sĩ bên cạnh, mang thằng nhóc kia tới đây. Lão ta vừa dứt lời, hai tên vệ sĩ lập tức vò tới chỗ Dương Thanh. Lạc Bân lạnh giọng quát, tôi xem ai dám. Ngay sau đó, vệ sĩ của ông ta cũng chạy lên trước mặt Dương Thanh ngăn cản. Các cậu cũng lên đi. Mục Đông Phong ra lệnh cho vệ sĩ của mình. 7, 8 tên vệ sĩ bao vây đám người Dương Thanh ở giữa. Lạc Bân chỉ dẫn theo 4 vệ sĩ, hoàn toàn không đủ sức bảo vệ bọn họ. Thấy vậy, mọi người đều kinh hãi. Trịnh Mỹ Linh vừa bị Dương Thanh tát bay dữ tợn nhìn theo, sự thù hận của cô ta đối với anh đã quá lớn. Đối với cô ta, chỉ khi thấy anh chết cô ta mới buông bỏ được nỗi hận này. Không chỉ vậy, đám người nhà họ Châu cũng lạnh lùng chứng kiến. Nhất là Châu Ngọc Thúy, ánh mắt của bà ta vô cùng hưng phấn. Bà ta đợi ngày này rất lâu rồi. Chỉ cần Dương Thanh không còn, bà ta có thể quay trở lại dinh thự Vân Phong, hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Các người thật to gan, dám đối phó cậu Thanh. Tô Thành Vũ cười lạnh nói. Ông ta chợt cảm thấy chờ mong, nếu đám người này biết được thân phận thật sự của Dương Thanh sẽ có phản ứng gì. Lạc Bân đưa mắt nhìn ông ta, cũng có chung suy nghĩ. Bọn họ biết rõ có Dương Thanh ở đây, không ai làm được gì họ. Chỉ sợ sau hôm nay, Châu Thành sẽ phải thay máu toàn bộ. Tô Thành Vũ, cậu đừng quên đây là Châu Thành, không phải nơi cậu có thể dương oai đâu. Trần Hưng Hải tức giận quát, hai mắt đỏ bừng nhìn Lạc Bân, còn cậu cũng chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn Thành Hà mà thôi, thực sự nghĩ mình có quyền có thế, muốn diệt nhà họ Trần thì diệt hay sao? Đánh 3 thằng này một trận như tử cho tao. Mục Đông Phong lười nhiều lời, dứt khoát ra lệnh đánh người. Vèo. Đúng lúc này, một bóng người chợt lao tới. Sau khi một tên vệ sĩ của nhà họ Mục bị đánh bay, bóng người mang theo khí thế kinh người xuất hiện. Tiền, tiền Bưu. Trông thấy người đứng chắn trước Dương Thanh, có người sợ hãi hét lớn.
Tối qua Trần Hưng Hải và Mục Đông Phong đã gặp Tiền Bưu ở nhà hàng Bắc Viên Xuân. Không ngờ hôm nay lại gặp được ông ta ở đây. Sắc mặt của cả hai lập tức nghiêm trọng, Tiền Bưu cầm dao, ánh mắt sắc bén như mắt chim ưng, chẳng khác nào thần chết. Ai dám bước thêm một bước, thì chết. Giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc như tiếng máy móc chậm rãi vang lên. Nhiệt độ cả sảnh cũng bị hạ xuống, khiến người ta không khỏi rùng mình. Đối với đám chủ gia tộc Châu Thành, Tiền Bưu chính là hóa thân của ác ma. Bởi vì không ít chủ gia tộc giàu có đã chết dưới tay ông ta. Trong mắt Trần Hưng Hải xuất hiện sự e sợ. Tối hôm qua lão ta không suy nghĩ quá nhiều, nhưng giờ đây thấy Dương Thanh, Lạc Bân và Tiền Bưu đều xuất hiện khiến lão ta có dự cảm không lành. Đầu tiên là tin đồn nhà họ Dương của Châu Thành bị diệt là do người thần bí sau lưng Tiền Bưu gây nên. Sau đó Lạc Bân tiếp quản tập đoàn Thành Hà. Tối hôm qua Tiền Bưu bảo vệ Dương Thanh vô cùng kín kẽ. Hôm nay cũng như vậy. Thậm chí đến cả Lạc Bân còn phải kính cẩn với Dương Thanh, cung kính gọi anh là cậu Thanh. Tô Thành Vũ, chủ của một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải cũng cung kính với anh. Lão ta biết vừa rồi Tô Thành Vũ dẫn Tô San tới là để xin lỗi mình. Nhưng khi phát hiện Dương Thanh cũng có mặt, ông ta lập tức thay đổi thái độ. Thậm chí vì bảo vệ Dương Thanh không ngại tuyên chiến với toàn bộ Châu Thành. Chẳng lẽ Dương Thanh chính là ông lớn phía sau Tiền Bưu, người hủy diệt nhà họ Dương trong một đêm và cho Lạc Bân tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Dương sao? Trần Hưng Hải chợt nảy ra suy nghĩ này, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chỉ như vậy mới giải thích được lý do một người trẻ tuổi có thể khiến nhiều ông lớn ủng hộ như vậy. Rốt cuộc mày là ai? Trần Hưng Hải quyết định hỏi thẳng. Dương Thanh mỉm cười hỏi ngược lại, ông nghĩ sao? Câu trả lời khiến Trần Hưng Hải càng chắc chắn suy đoán của mình. Tiền Bưu, chỉ cần cậu chịu đi theo tôi sẽ cho cậu gấp đôi những gì cậu ta cho cậu. Mục Đông Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta nghĩ chỉ cần không có Tiền Bưu, cho dù Dương Thanh có Tô Thành Vũ và Lạc Bân trợ giúp cũng khó thoát được cái chết. Tiền Bưu lạnh lùng nhìn ông ta, không hề do dự đáp, ông không xứng. Ba chữ ngắn ngủi hoàn toàn chọc giận Mục Đông Phong. Tôi cho cậu đi theo là phúc của cậu. Mục Đông Phong nổi trận lôi đình nói, nếu cậu đã muốn chết, tôi cho cậu toại nguyện. Dứt lời, một tên vệ sĩ sau lưng ông ta chợt rút một khẩu súng câu khỏi áo vest nhắm bắn Tiền Bưu. Á! Thấy vệ sĩ của Mục Đông Phong rút súng, mọi người có mặt sợ hãi gào thét ầm ĩ. Cho cậu thêm một cơ hội, theo tôi, hoặc là chết. Mục Đông Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiền Bưu. Dường như chỉ cần Tiền Bưu từ chối sẽ lập tức đi đời. Mục Đông Phong, cậu đúng là to gan lớn mật. Trong giây phút nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói giận dữ bỗng nhiên vang lên. Ngoài cửa xuất hiện bốn người. Ba ông già đầu tóc bạc phơ và một cô gái chừng 20 tuổi. Con mẹ nó các người là ai mà dám chõ mõm vào chuyện của ông chủ Mục. Một chủ gia tộc của Châu Thành giận dữ hét lên với ông già vừa lên tiếng. Khốn kiếp! Sao ông dám mắng ông chủ Hàn? Mục Đông Phong sợ suýt tè ra quần, xông lên đánh chủ gia tộc kia một trận. Con mẹ nó ai bảo cậu rút súng ra? Mau cất vào đi. Sau đó, ông ta lại mắng chửi tên vệ sĩ đang cầm súng. Giới hạn cuối cùng. Sự xuất hiện của Hàn Khiếu Thiên khiến mọi người kinh hãi. Với thân phận của ông cụ, trừ Mục Đông Phong và Trần Hưng Hải ra, những người còn lại đều không có tư cách được gặp. Ông già kia là ai mà Mục Đông Phong sợ tới vậy? Mục Đông Phong là chủ gia tộc ở tỉnh Lỵ, người khiến ông ta hoảng sợ ít nhất cũng phải là chủ của ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ. Vừa rồi Mục Đông Phong gọi ông ta là ông chủ Hàn, trong ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ chỉ có một nhà họ Hàn. Chẳng lẽ ông ta chính là Hàn Khiếu Thiên? Mặc dù rất ít người có cơ hội gặp Hàn Khiếu Thiên nhưng với thái độ cung kính của Mục Đông Phong, có người đã đoán được thân phận của ông cụ. Mục Đông Phong vội vàng chạy tới bên người Hàn Khiếu Thiên, tươi cười nịnh nọt, sao ông chủ Hàn lại tới đây? Hàn Khiếu Thiên hờ hững nhìn ông ta, nếu tôi không tới, có phải cậu định giết người ở đây luôn không? Ông chủ Hàn, tôi không dám đâu, vừa nãy tôi chỉ hù dọa thằng nhóc vô dụng kia thôi. Mục Đông Phong hoảng hốt đáp, ông ta biết rất rõ Hàn Khiếu Thiên có thân phận gì. Có những việc có thể làm nhưng một số việc tuyệt đối không được phép làm. Ví dụ như phạm pháp là giới hạn cuối cùng của Hàn Khiếu Thiên. Vệ sĩ của ông ta vừa rút súng ra trước mặt mọi người, chỉ sợ đã chọc giận Hàn Khiếu Thiên. Vô dụng!
Hàn Khiếu Thiên lập tức nổi giận quát, thằng vô dụng mà cậu nói ấy, nếu không ngờ cậu ấy, tôi đã chết rồi. Mục Đông Phong, ai cho cậu lá gan muốn giết ân nhân cứu mạng của tôi? Ông cụ trợn trừng mắt nhìn Mục Đông Phong. Nghe vậy, Mục Đông Phong sợ ngây người. Hàn Khiếu Thiên là người có ơn phải báo đáp. Dương Thanh đã cứu mạng ông cụ, chắc chắn ông cụ sẽ không bạc đãi Dương Thanh. Từ nay về sau nhà họ Mục không còn quan hệ gì với nhà họ Hàn nữa, Hàn Khiếu Thiên tuyên bố. Câu nói này khiến Mục Đông Phong sững sờ, vẻ mặt ngập tràn sợ hãi. Bao nhiêu năm qua, nhà họ Mục phụ thuộc nhà họ Hàn, hưởng được vô số lợi ích, cũng đắc tội không ít người. Nếu kẻ địch biết nhà họ Mục đã bị nhà họ Hàn vứt bỏ, nhà họ Mục sẽ gặp nguy. Bịch! Mục Đông Phong quỳ xuống cầu xin Hàn Khiếu Thiên, ông chủ Hàn, tôi biết sai rồi, không dám nữa đâu. Xin ông cho tôi thêm một cơ hội, nếu đã làm sai thì phải chịu phạt, coi như cho cậu một bài học. Chỉ cần tôi phát hiện cậu lấy danh nghĩa nhà họ Hàn làm sằng làm bậy ở bên ngoài, tôi sẽ khiến cho nhà họ Mục biến mất. Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng quát, cậu biết tôi là người như thế nào rồi đấy. Mặt mày Mục Đông Phong xám xịt như cho tàn. Những chủ gia tộc Châu Thành được Trần Hưng Hải mời tới vô cùng hoảng ợ. Đến cả nhà họ Mục cũng bị nhà họ Hàn vứt bỏ, bọn họ chỉ là gia tộc nhỏ không biết sẽ bị xử trí thế nào. Hiện giờ người thấp thỏm nhất chính là Trần Hưng Hải. Dù là Mục Đông Phong hay những chủ gia tộc Châu Thành kia đều do lão ta gọi tới để đối phó với Lạc Bân và Tô Thành Vũ. Anh Thanh còn nhớ lời tôi nói không? Chúng ta sẽ còn gặp lại. Cô gái bên cạnh Hàn Khiếu Thiên mỉm cười nhìn Dương Thanh. Anh lắc đầu cười khổ. Cô gái này chính là Hàn Phi Phi mới gặp hôm qua. Lúc ấy Dương Thanh đã nghi ngờ cô gái này biết mình, nhưng lại chắc chắn hai người mới gặp nhau lần đầu. Bây giờ thấy cô ta đi cùng Hàn Khiếu Thiên. Anh mới hiểu ra mọi chuyện. Hàn Khiếu Thiên chính là ông cụ đột ngột lên cơn đau tim ở ven đường được anh cứu hôm qua. Không ngờ ông cụ lại là chủ của nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ. Không chỉ mỗi Dương Thanh, Tần Thanh Tâm và Trịnh Mỹ Linh đang trốn bên cạnh Trịnh Dương cũng nhận ra Hàn Phi Phi. Hôm qua Trịnh Mỹ Linh và Trần Anh Hào đã bị Hàn Phi Phi đuổi khỏi phòng triển lãm ngay trước mặt mọi người. Bây giờ Hàn Phi Phi xưng hô thân mật với Dương Thanh như vậy. Chứng tỏ cô ta có thiện cảm với anh. Cuối cùng tôi cũng tìm được ân nhân rồi. Hàn Khiếu Thiên đi tới trước mặt Dương Thanh, kích động kêu lên. Ông chủ Hàn gọi tôi là Dương Thanh đi, đừng gọi là ân nhân, Dương Thanh cười nói. Ha ha, được rồi. Hàn Khiếu Thiên cười lớn, càng nhìn càng thích anh. Hôm qua ông cụ bị bệnh tim ngã lăn ra đất, bao nhiêu người vây xem nhưng không ai chịu cứu giúp. Lúc ông cụ tuyệt vọng nhất, Dương Thanh lại xuất hiện. Dù anh lấy thuốc của ông cụ rồi cho ông cụ uống thôi. Nhưng hành động nhỏ này đã cứu ông cụ một mạng. Ông cụ không sợ chết, nhưng không cam lòng chết uất ức như vậy. Vậy nên ông cụ rất biết ơn Dương Thanh, nhanh chóng sai người điều tra anh. Kỳ thực hôm qua đã tra ra được nhưng ông cụ uống quá nhiều rượu với chiến hữu nên hôm nay mới tìm tới. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? 27. Trông cậu trẻ như vậy, chắc là chưa kết hôn nhỉ? Cậu thấy đứa cháu gái này của tôi thế nào? Ông nội. Hàn Khiếu Thiên chỉ gặp Dương Thanh một lần đã cực kỳ yêu thích, còn muốn vun đắp cho anh và Hàn Phi Phi. Hàn Phi Phi xấu hổ nói, ông nội, anh ấy kết hôn rồi, chị gái này là vợ của anh ấy. Hôm qua cô ta đã gặp Tần Thanh Tâm ở buổi triển lãm. Hả? Hàn Khiếu Thiên ngượng ngùng nhìn Tần Thanh Tâm, vô cùng xin lỗi cô. Tôi không biết Dương Thanh kết hôn rồi. Thấy Dương Thanh và Hàn Khiếu Thiên trò chuyện vui vẻ, sắc mặt của đám người nhà họ Châu rất khó coi. Nếu trước đó bọn họ đối xử với Dương Thanh tốt hơn một chút thì bây giờ đã có cơ hội xây dựng quan hệ với Hàn Khiếu Thiên rồi. Trịnh Dương, đây là bác Hàn của con, mau tới chào hỏi đi. Trịnh Đức Hoa nổi giận thầm nghĩ, thằng ngu ngốc Trịnh Dương này không thấy lão đang đi cùng Hàn Khiếu Thiên sao? Phải đợi lão mở miệng mới biết điều đi tới. Cháu chào bác Hàn. Trịnh Dương hấp tấp chạy tới, kích động chào hỏi. Ông chủ Hàn, nó là con trai tôi, Trịnh Dương. Bây giờ tôi đã giao tập đoàn Trịnh Hòa cho nó quản lý rồi. Trịnh Đức Hoa cười nói. Thấy Trịnh Đức Hoa chủ động giới thiệu con trai với Hàn Khiếu Thiên, Miêu Trấn Vũ thầm nghĩ không hay. Lão hiểu rõ tính cách của Hàn Khiếu Thiên. Lão quen biết ông cụ bao lâu nay nhưng chưa từng chủ động móc nối quan hệ. Nếu không, chỉ cần Hàn Khiếu Thiên nói một câu.
nhà họ Miêu sẽ trở thành gia tộc đứng đầu Châu Thành chứ không phải chỉ là một gia tộc hạng hai như hiện giờ. Hàn Khiếu Thiên liếc mắt nhìn Trịnh Dương, lạnh nhạt đáp, ừ. Sau đó ông cụ không thèm để ý đến ông ta. Hàn Khiếu Thiên và Miêu Trấn Vũ là chiến hữu lâu năm, từng kề vai tác chiến với nhau. Còn Trịnh Đức Hoa lại không thân thiết được như vậy, con trai lão lại càng không. Ông nội. Lúc này Trịnh Mỹ Linh cũng đi tới. Mỹ Linh, mau chào ông Hàn đi. Trịnh Đức Hoa vội nói. Chào ông Hàn ạ. Trịnh Mỹ Linh khó nhọc mở miệng. Vừa rồi Hàn Khiếu Thiên còn đáp lại Trịnh Dương một chữ ừ, bây giờ đã tức giận tới mức không thèm nhìn Trịnh Mỹ Linh lấy một cái. Ông chủ Hàn, đây là cháu gái tôi. Trịnh Đức Hoa vẫn chưa nhận ra nét tức giận trên mặt Hàn Khiếu Thiên, tiếp tục giới thiệu Trịnh Mỹ Linh. Miêu Trấn Vũ vội ngăn lại, ông Trịnh đừng nói mấy lời vô bổ này nữa. Dứt lời, lão còn nhìn Trịnh Đức Hoa ra hiệu. Đến tận lúc này, Trịnh Đức Hoa mới nhận ra Hàn Khiếu Thiên đang tức giận, lập tức ngậm miệng. Mỹ Linh, cháu sao thế? Nghe thấy Trịnh Mỹ Linh nói năng không rõ ràng, Trịnh Đức Hoa mới trông thấy mặt mũi cô ta sưng vù lên, giận dữ quát, ai ăn gan hùm dám đánh cháu gái của Trịnh Đức Hoa tôi. Trịnh Mỹ Linh giữ tợn chỉ vào Dương Thanh, cắn răng đáp, ông nội, chính là đồ khốn nạn kia. Nước mắt của Tần Thanh Tâm. Sự thù ghét của Trịnh Mỹ Linh đối với Dương Thanh đã đạt tới đỉnh điểm. Khi biết Dương Thanh là người cứu sống Hàn Khiếu Thiên, cô ta đã định từ bỏ việc báo thù. Nhưng ông nội cô ta Trịnh Đức Hoa lại quen biết với Hàn Khiếu Thiên, còn bảo cô ta gọi ông Hàn. Thế là cô ta tưởng đối với Hàn Khiếu Thiên mình quan trọng hơn Dương Thanh. Đám người nhà họ Châu mang dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác, chờ mong Hàn Khiếu Thiên trách tội Dương Thanh. Cái gì? Thấy cháu gái chỉ vào Dương Thanh, Trịnh Đức Hoa sợ ngây người. Lão vẫn ý thức được nếu không nhờ Miêu Trấn Vũ, Hàn Khiếu Thiên sẽ chẳng thèm để ý tới lão. Dương Thanh lại là ân nhân cứu mạng của Hàn Khiếu Thiên. Bố ơi, thằng này chỉ là một thằng ở rể vô dụng, sao có thể cứu được bác Hàn? Con nghĩ chắc là người khác cứu bác Hàn rồi cậu ta mạo danh nhận thôi. Trịnh Dương không nhìn thấy sắc mặt khó coi của bố mình, vẫn liến thắng nói, cậu ta cực kỳ phách lối, không chỉ đánh Mỹ Linh mà còn cho người đánh con. Ông Hàn, ông đừng để bị anh ta lừa. Bố cháu nói đúng lắm, chắc chắn là người khác cứu ông. Anh ta biết ông có địa vị cao nên mới cố tình giả mạo thành người cứu ông. Trịnh Mỹ Linh vội lên tiếng phụ họa rồi giữ tợn nhìn Dương Thanh, không phải vừa nãy anh kiêu ngạo lắm à? Sao giờ chẳng nói năng gì nữa? Lại là con ả ngu xuẩn này, câm miệng lại đi. Hàn Phi Phi cũng nhận ra Trịnh Mỹ Linh, chán ghét nói, đồ ngu ngốc như cô có tư cách gì thân thiết với ông nội tôi. Cô Hàn, có lẽ trước đây giữa chúng ta có hiểu lầm. Trịnh Mỹ Linh định giải thích thì bị Hàn Phi Phi ngắt lời, ngậm miệng. Nếu cô dám nói thêm câu nữa thì từ hôm nay, Châu Thành sẽ không còn nhà họ Trịnh nào nữa. Hàn Phi Phi chỉ mới 20 tuổi nhưng khí thế rất mạnh mẽ, quát lớn một tiếng dọa Trịnh Mỹ Linh run rẩy toàn thân không dám hé miệng nửa lời. Ngu ngốc, mau xin lỗi cô Hàn đi. Trịnh Đức Hoa nổi giận gầm lên với Trịnh Mỹ Linh. Khó khăn lắm lão mới kéo được chút quan hệ với Hàn Khiếu Thiên, lại bị cô ta phá hỏng. Xin lỗi cô Hàn, tôi chỉ là một con ngốc, xin cô thứ lỗi cho tôi. Trịnh Mỹ Linh hoảng sợ vội vàng cầu xin. Hàn Phi Phi lạnh lùng nhìn cô ta, rồi nhìn sang Trịnh Đức Hoa, ông chủ Trịnh, tôi đến Châu Thành chưa tới 2 ngày, gặp phải cháu gái ông 2 lần, lần nào cũng cô ta cũng hành động rất phản cảm. Nói thẳng ra nếu đây là tình lỵ, không biết cô ta đã chết bao nhiêu lần. Hàn Phi Phi mắng chửi Trịnh Mỹ Linh không thương tiếc. Trịnh Đức Hoa toát mồ hôi hột, vâng, cô Hàn dạy phải. Về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ cẩn thận. Hàn Khiếu Thiên không hề lên tiếng, rõ ràng đang ngầm cho phép Hàn Phi Phi làm mình làm mẩy. Trong sảnh tiệc rộng lớn, mấy trăm khách khứa đều câm như hến. Đám người Trần Hưng Hải hoảng sợ đứng quan sát ở bên cạnh. Anh Thanh, đây là con gái anh hả? Xinh như búp bê vậy. Hàn Phi Phi vừa mới phách lối bá đạo như biến thành người khác. Nhiệt tình véo má Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cũng tò mò chớp đôi mắt to tròn trong veo nhìn Hàn Phi Phi, chào chị, em là Tiêu Tiêu. Chị cũng rất xinh đẹp, nghe thấy Tiêu Tiêu gọi mình là chị, Hàn Phi Phi lập tức mỉm cười vui vẻ, chào Tiêu Tiêu, em thật đáng yêu. Dương Thanh, hôm nay là đám cưới họ hàng nhà cậu à? Hàn Khiếu Thiên nhìn quanh rồi chợt hỏi Dương Thanh. Chào ông chủ Hàn, tôi là ông ngoại của Dương Thanh, Châu Lương Sơn.
hôm nay là ngày cưới của cháu nội tôi. Dương Thanh chưa kịp lên tiếng, ông cụ Châu đã mỉm cười bước tới. Dương Thanh, cháu đừng để ông chủ Hàn đứng mãi thế, mau mời ông ấy ngồi đi. Dương Thanh thấy vậy cực kỳ chán ghét, nhưng nói cho cùng thì lão ta vẫn là ông ngoại của Tần Thanh Tâm. Khi Dương Thanh chuẩn bị dẫn Hàn Khiếu Thiên tới chỗ ngồi, Tần Y chợt châm chọc, ông ngoại, trước đây có bao giờ ông nhận anh ấy là cháu rể đâu? Bây giờ thấy anh ấy quen biết ông chủ Hàn nên thừa nhận rồi à? Nụ cười trên mặt ông cụ Châu lập tức cứng đờ. Ngại Hàn Khiếu Thiên nên lão ta chỉ đành nhìn xuống, cháu đừng gây chuyện. Ngồi xuống. Không phải cháu gây chuyện mà là ông không đúng, Tần Y nói thẳng. Cô ta đã nhịn rất lâu, nhất là vừa rồi Trần Hưng Hải và Mục Đông Phong dẫn người tới, cô ta thấy rõ bộ mặt của đám người nhà họ Châu như thế nào. Bây giờ lại mặt dày lợi dụng Dương Thanh để làm quen Hàn Khiếu Thiên. Nếu cô ta không làm gì, có lẽ sẽ phải áy náy cả đời. Im ngay. Ông cụ Châu lớn tiếng quát. Ông ngoại, cháu thấy Y nói không sai. Không phải chúng cháu muốn gây chuyện mà là ông không đúng. Tần Thanh Tâm cũng đứng dậy, vành mắt đỏ hoe trực khóc, nắm chặt tay Dương Thanh nói, anh ấy tặng ông hộp trà trị giá mấy chục triệu, ông không thèm nhìn lấy một cái đã nói là giả. Khi ấy ông có coi anh ấy là cháu rể không? Vừa rồi anh ấy bị đám ông chủ lớn ở Châu Thành vây lại công kích, ông không giúp mà còn đổ thêm dầu vào lửa, cắt đứt quan hệ với anh ấy. Lúc đó ông có coi anh ấy là cháu rể không? Bây giờ người có địa vị cao hơn ra mặt vì anh ấy, ông mới nhận anh ấy là cháu rể đúng không? Dựa vào đâu chứ? Càng nói, cảm xúc của Tần Thanh Tâm càng mất kiểm soát, giọng nói cũng lớn hơn. Cuối cùng cô không nhịn nổi nữa bật khóc nức nở. Ông cụ Châu ngơ ngác nhìn cô, mặt mũi trắng bệch. Hàn Khiếu Thiên hơi kinh ngạc. Ông cụ chỉ phái người điều tra Dương Thanh đang ở đâu để tới cảm ơn chứ không biết thân phận của anh. Dương Thanh cảm động nắm chặt tay Tần Thanh Tâm. Thanh Tâm, ông ngoại cháu không có ý đó đâu, Châu Ngọc Kiệt đi tới khuyên nhủ. Tần Thanh Tâm cả giận nói, cả bác nữa. Bao nhiêu năm qua nhà cháu giúp bác bao nhiêu lần, nhưng bác thì sao, bác đối xử với chúng cháu thế nào? Mẹ cháu trả tiền cho nhà bác xây biệt thự mà bác cũng không chịu thừa nhận. Tần Thanh Tâm như đang giải tỏa toàn bộ bức xúc trong lòng. Cô nhìn sang Châu Ngọc Dung, còn gì nữa? Năm ấy khi cháu khó khăn nhất, dì nỡ lòng nào lừa tiền của cháu. Bây giờ lại chối đây đẩy. Đáng ghê tởm nhất chính là cô, người em họ tôi từng yêu thương nhất. Tần Thanh Tâm tức giận nói với Trịnh Mỹ Linh, bao năm qua tôi đối với cô thế nào? Cô đối xử với tôi ra sao? Chỉ vì muốn đeo bám được đám nhà giàu mà sẵn sàng đẩy tôi lên giường người đàn ông khác. Nếu không có Dương Thanh, đời này của tôi đã bị cô hủy hoại rồi. Các người nói cho tôi biết, các người xứng làm người thân của chúng tôi sao? Tần Thanh Tâm điên cuồng gào thét, đây là lần đầu tiên cô nổi giận tới mức này. Đám người nhà họ Châu đều nín thinh, khách khứa xung quanh khinh thường nhìn bọn họ. Chồng ơi mình đi thôi. Mắng xong, Tần Thanh Tâm lau nước mắt kéo Dương Thanh rời đi, không hề lưu luyến. Lính cũ ở biên giới phía Bắc. Thấy ba người nhà Dương Thanh rời đi, tất cả đều ngơ ngác. Chị, anh rể, đợi em với. Ngay sau đó, Tần Y cũng đuổi theo. Hừ. Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn ông cụ Châu, gia tộc các người đúng là một lũ mù mới coi cháu rể tốt như vậy là kẻ vô dụng. Ông cụ Châu đỏ bừng mặt, khúm núm nói, ông chủ Hàn dạy rất đúng. Cả ông nữa. Hàn Khiếu Thiên nhìn sang Trịnh Đức Hoa, bình thản nói, không dạy dỗ con là lỗi của bố. Ông dạy ra con trai và cháu gái như vậy khó thoát khỏi trách nhiệm. Trịnh Đức Hoa gật đầu lia lịa nói, vâng. Ông Miêu, ông cũng nhìn nhầm người rồi đấy, người nào nên cắt đứt thì cắt đứt đi. Hàn Khiến Thiên lại nói với Miêu Trấn Vũ, thái độ mềm mỏng hơn rất nhiều. Miêu Trấn Vũ vội đáp, ông chủ Hàn nói chí phải. Trịnh Đức Hoa sững sờ. Một câu nói của Hàn Khiếu Thiên đã chặt đứt tương lai của cả nhà họ Trịnh. Sau đó, Hàn Khiếu Thiên nhìn đám ông lớn Châu Thành một lượt, lạnh giọng nói, vừa nãy ai đắc tội với cậu Thanh, nếu trong ngày hôm nay không được cậu ấy tha thứ, gia tộc các người cũng không cần tồn tại nữa. Dứt lời, ông cụ dẫn Hàn Phi Phi nghênh ngang rời đi. Cả sảnh chìm vào im lặng. Đám ông lớn Châu Thành ai nấy đều hoảng hốt lo sợ, thầm hối hận trong lòng, nhưng hối hận cũng đã muộn. Ngây ra đó làm gì? Mau đi tìm cậu Thanh đi. Có người đột nhiên hét lên. Dưới ánh mắt khiếp sợ của khách khứa,
đám ông lớn châu thành thường ngày kiêu căng phách lối, bây giờ thấp thỏm kéo nhau chạy đi mất. Người nhà họ Châu ngây người nhìn theo. Trịnh Đức Hoa, ông tự lo cho mình đi. Miêu Trấn Vũ lạnh lùng cảnh cáo Trịnh Đức Hoa rồi vung tay bỏ đi. Dù lúc trẻ, Trịnh Đức Hoa từng cứu mang lão, nhưng mấy năm nay Trịnh Đức Hoa đã nâng đỡ lão rất nhiều. Còn về ơn cứu mạng, nhà họ Miêu đã trả lại gấp bội. Bây giờ Trịnh Đức Hoa đắc tội Hàn Khiếu Thiên, chỉ e nhà họ Miêu cũng bị liên lụy theo. Nếu Miêu Trấn Vũ còn tiếp tục trợ giúp nhà họ Trịnh thì đúng là ngu xuẩn. Bốp! Trịnh Đức Hoa tát Trịnh Dương, giận dữ gào lên, thằng con bất hiếu này. Tao đã dặn hôm nay mày đừng đắc tội ai, có ông lớn sẽ tới nhà họ Châu rồi. Mày không thèm coi lời tao nói ra gì phải không? Còn mày nữa, tao đã nhắc nhở mày đừng tùy tiện coi thường người khác. Bây giờ nhà họ Trịnh đã bị con ngu là mày hủy hoại rồi. Mắng xong con trai và cháu gái, lão lại quay sang nhìn ông cụ Châu, Châu Lương Sơn, từ nay về sau nhà họ Trịnh không còn quan hệ gì với nhà họ Châu nữa. Ông tự giải quyết đi, chúng mày theo tao đi xin lỗi cậu Thanh ngay. Trịnh Đức Hoa lại quát Trịnh Dương và Trịnh Mỹ Linh, Hàn Khiếu Thiên đã nói, trong ngày hôm nay bọn họ phải xin Dương Thanh tha thứ bằng được. Dù là điều không thể nhưng lão vẫn phải thử một lần. Ngoài bãi đỗ xe của làng du lịch, Dương Thanh đợi mọi người lên xe rồi mới nói, mọi người về nhà trước đi, anh còn chuyện phải giải quyết ở Châu Thành. Anh không cần lo cho bọn em đâu, muốn làm gì cứ yên tâm làm, em sẽ luôn ủng hộ anh. Tần Thanh Tâm đỏ bừng mắt, nếu là trước kia, nhất định cô sẽ lo lắng anh làm chuyện gì đó. Nhưng từ hôm nay, cô sẽ không ngăn cản nữa. Trịnh Mỹ Linh đã khiến cô hiểu ra, kẻ đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Vì cô quá tốt bụng nên mới bị nhà họ Tần và nhà họ Châu bắt nạt hết lần này đến lần khác. Người như vậy không đáng để cô tha thứ. Tiền Bưu, tôi giao người nhà tôi cho ông. Dương Thanh nghiêm mặt nói với Tiền Bưu. Tiền Bưu đứng nghiêm theo bản năng, cao giọng đáp, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta vừa thấy cảm động lại vừa lo lắng. Cảm động vì được Dương Thanh tin tưởng, giao người quan trọng nhất cho ông ta bảo vệ. Lo lắng vì nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu. Ba cô gái trong xe đều là những người thân yêu nhất của Dương Thanh, ông ta sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống. Tốt, đi đi. Dương Thanh phất tay nói. Anh có thể tin tưởng anh em đến từ biên giới phía Bắc. Cậu Thanh, may mà tôi đuổi kịp cậu. Tiền Bưu vừa lái xe rời đi, Hàn Khiếu Thiên đã dẫn Hàn Phi Phi thở hồng hộc đuổi tới. Dương Thanh bình tĩnh nhìn ông cụ, tôi cứu ông cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Vừa nãy ông giúp tôi giải vây, tôi rất cảm ơn. Không cần làm gì thêm nữa đâu. Anh hiểu Hàn Khiếu Thiên rất muốn trả ơn cho mình. Ông cụ vô cùng kinh ngạc. Khi ở trong sảnh tiệc, thân phận của ông cụ đã bị lộ. Dương Thanh biết ông cụ là chủ của một trong ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ lại không hề kính sợ. Anh Thanh, anh đã cứu sống ông nội em. Anh biết như vậy nghĩa là gì không? Hàn Phi Phi cũng không thể hiểu nổi. Nếu cô ta không biết Dương Thanh đã có một cô vợ xinh đẹp như Tần Thanh Tâm, cô ta sẽ tưởng anh đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với mình. Cậu Thanh! Đúng lúc này, Tô Thành Vũ và Lạc Bân cũng chạy tới. Tô Thành Vũ cung kính hỏi, cậu Thanh muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đi, ông chủ Tô về đi, cậu Thanh đã có tôi đích thân đưa đón rồi, Lạc Bân lạnh giọng nói. Hàn Khiếu Thiên thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Ông cụ chưa từng gặp Lạc Bân nhưng lại biết Tô Thành Vũ là chủ gia tộc giàu nhất Giang Hải. Vậy mà giờ đây ông ta lại tranh làm tài xế cho Dương Thanh. Tô Thành Vũ chưa hề nhìn Hàn Khiếu Thiên lấy một lần nhưng rất cung kính với Dương Thanh. Có lẽ đến cả chủ của ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ cũng không được như vậy. Chẳng lẽ chàng trai trẻ này là cậu chủ của gia tộc danh tiếng ở Yến Đô? Hàn Khiếu Thiên nhanh chóng đoán ra thân phận của Dương Thanh. Nhưng ông cụ không biết gia tộc đứng đầu Yến Đô muốn mời anh về làm chủ lại bị anh từ chối. Cậu Thanh, sắp đến giờ cơm trưa rồi. Đi đâu cũng nên ăn cơm trước đã, phải không? Hàn Khiếu Thiên cười nói, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng Quân Đình, muốn mời cậu một bữa cơm coi như trả ơn cứu mạng. Cậu thấy sao? Hiện giờ ông cụ rất tò mò về Dương Thanh. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, ông chủ Hàn đã có lòng, tôi đành nhận lời vậy. Dương Thanh đang có ý định mở rộng thị trường ở tỉnh Lỵ cho tập đoàn Nhãn Thanh. Nếu có thể làm thân với Hàn Khiếu Thiên, tốc độ mở rộng thị trường sẽ nhanh hơn. Đến khi đám chủ gia tộc Châu Thành đuổi tới, Dương Thanh đã được xe của Hàn Khiếu Thiên đón đi.
20 phút sau ở phòng chí tôn của nhà hàng Quân Đình. Ngoài Hàn Khiếu Thiên và Hàn Phi Phi còn có cả Tô Thành Vũ, Lạc Bân và Dương Thanh. Hàn Phi Phi tự giác đứng dậy bưng trà rót rượu. Nào, cậu Thanh, tôi kính cậu một ly, cảm ơn cậu cứu tôi một mạng. Hàn Khiếu Thiên cùng ly với Dương Thanh. Dương Thanh cũng không làm mình làm mẩy, lập tức nâng ly với ông cụ rồi uống cạn. Chậc chậc. Hàn Khiếu Thiên uống rượu xong, sảng khoái nói, đúng là uống rượu nước mình vẫn sướng hơn. Năm đó khi tôi còn ở biên giới phía Bắc, sau mỗi lần thắng trận anh em đều sẽ uống rượu chúc mừng. Ồ, ông chủ Hàn từng đi lính sao? Dương Thanh nghe vậy rất kinh ngạc. Không phải vì Hàn Khiếu Thiên từng làm lính, mà bị bốn chữ biên giới phía Bắc này kích thích. Chuyện sâu bên trong. Nhắc tới biên giới phía Bắc, Hàn Khiếu Thiên hào hứng hẳn. Tôi kể cho cậu nghe, năm đó ở biên giới phía Bắc tôi đã đánh vô số trận ác chiến, nhiều lần được ghi danh sử sách. Hàn Khiếu Thiên tự hào nói, thế hệ trẻ bây giờ như các cậu không có mấy người tình nguyện đi lính, chưa từng nhìn thấy chiến trường thực sự, cũng không hiểu được cuộc sống yên bình đang có đều được đổi bằng máu thịt của những người lính anh hùng. Vẻ mặt Hàn Khiếu Thiên ngập tràn hoài niệm. Dương Thanh chỉ im lặng nghe Hàn Khiếu Thiên kể lại những ngày tháng oai hùng khi xưa. Khi nói đến đoạn đặc sắc, Hàn Khiếu Thiên rất kích động, mặt mũi đỏ bừng, lời nói dõng dạc. Nhất là khi nhắc tới đội trưởng của ông cụ đã xả thân ôm thuốc nổ lao vào quân địch để yểm hộ chiến hữu rút lui an toàn, Hàn Khiếu Thiên không kìm được bật khóc. Dương Thanh không khỏi cảm thấy kính phục những người lính già xuất thân từ biên giới phía Bắc này. Hàn Khiếu Thiên kể rất nhiều lịch sử mà Dương Thanh không được trải qua. Hàn Phi Phi ngồi cạnh sùng bái nhìn ông nội. Đối với cô ta, Hàn Khiếu Thiên là người anh hùng vĩ đại nhất. Trong khi Hàn Khiếu Thiên đang kể chuyện xưa cho Dương Thanh, đám chủ gia tộc Châu Thành đã kéo tới sảnh lớn dưới tầng 1 của nhà hàng Quân Đình. Trần Hưng Hải, chủ nhà họ Trần cũng nơm nớp lo sợ đứng trong đám đông. Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nhiều chủ gia tộc Châu Thành tìm tới như vậy? Chẳng lẽ có ông lớn nào đó tới sao? Đến cả Trần Hưng Hải cũng phải đến. Nhưng sao tôi trông mặt những ông lớn này có vẻ sợ sệt vậy? Khách đến nhà hàng Quân Đình dùng bữa đều bị cảnh tượng này làm kinh ngạc. Bình thường muốn gặp một người trong số họ còn khó mà hôm nay tất cả đều tụ tập ở đây. Cùng lúc đó ở nhà họ Viên của Châu Thành. Trong một căn biệt thự xa hoa. Viên Mộc ngồi trên ghế sofa cao cấp nhìn đồng hồ, 11 giờ rồi, kịch hay cũng đến hồi kết thúc rồi chứ. Viên Thiệu ngồi đối diện híp mắt cười, chắc chắn kết thúc rồi đấy anh. Có khi thằng danh kia đã bị đánh gãy tay gãy chân trước mặt mọi người rồi, ha ha. Viên Mộc lặng im không đáp. Không biết tại sao hắn ta cứ cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Anh sao vậy? Hình như anh không vui. Viên Thiệu nghi hoặc hỏi Viên Mộc, anh đạo diễn ra một vở kịch hay, lợi dụng nhà họ Trần để đối phó tên kia. Nếu anh ta thực sự không đơn giản, thế lực sau lưng anh ta sẽ không tha cho nhà họ Trần đâu. Sau này Châu Thành sẽ hoàn toàn thuộc về nhà họ Viên chúng ta. Viên Mộc lắc đầu nói, kết quả chưa có, chúng ta không nên vui mừng quá sớm. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Viên Mộc reo lên. Hắn ta vội vàng nghe máy, cậu Mộc, xảy ra chuyện lớn rồi. Cái gì? Viên Mộc đứng bật dậy, hoảng hốt hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng xem nào. Mọi chuyện vốn rất thuận lợi như ý muốn của cậu. Nhà họ Trần kéo tới đám cưới đòi dẫn Dương Thanh đi. Nhưng Lạc Bân của tập đoàn Thành Hà và Tô Thành Vũ giàu nhất Giang Hải đột nhiên xuất hiện bảo vệ Dương Thanh. Khi Lạc Bân và Tô Thành Vũ sắp không trụ nổi thì Hàn Khiếu Thiên của tỉnh Lỵ tới, nói Dương Thanh là ân nhân cứu mạng, đồng thời công khai dẫn người đi. Ông ta còn tuyên bố trong ngày hôm nay ai không được Dương Thanh tha thứ thì gia tộc của họ sẽ bị xóa sổ. Đối phương kể lại toàn bộ cho Viên Mộc nghe. Được, tôi biết rồi. Sau khi cúp máy, sắc mặt Viên Mộc trở nên u ám. Lúc đầu mọi chuyện vẫn diễn ra theo kế hoạch của hắn ta. Nhưng hắn ta không ngờ tới sự xuất hiện của Lạc Bân và Tô Thành Vũ, lại càng không nghĩ Hàn Khiếu Thiên sẽ ra mặt. Xảy ra chuyện gì thế anh? Viên Thiệu nghi hoặc hỏi. Viên Mộc kể lại cho Viên Thiệu nghe tin tức vừa nhận được. Đây là chuyện tốt mà. Sao trông anh buồn bực vậy? Viên Thiệu kích động nói, tuy thằng nhãi kia không chết nhưng nhà họ Trần và các gia tộc có quan hệ tốt với họ ở Châu Thành đều đã đắc tội Hàn Khiếu Thiên. Đây là cơ hội tốt để nhà họ Viên nuốt trọn Châu Thành.
Em phải kể chuyện này cho ông nội nghe, chắc chắn ông sẽ rất vui. Đứng lại! Viên Mộc cau mày quát lớn, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Chú chỉ thấy được bề ngoài chứ không hiểu được những chuyện nằm sâu bên trong. Tôi tự xử lý được. Còn chuyện nằm sâu bên trong gì nữa hả anh? Viên Thiệu thực sự không hiểu. Viên Mộc trầm giọng nói, chú đừng quên Trần Anh Tuấn bị sát thủ chúng ta thuê giết chết. Bây giờ nhà họ Hàn đã nhúng tay vào, rất có thể sẽ tra ra được chúng ta. Chú nghĩ nếu Hàn Khiếu Thiên điều tra ra cái chết của Trần Anh Tuấn liên quan tới chúng ta, nhà họ Viên còn yên ổn nổi không? Nghe Viên Mộc phân tích, sắc mặt Viên Thiệu lập tức trở nên khó coi. Hàn Khiếu Thiên là ai cơ chứ? Sao có thể điều tra chuyện này giúp Dương Thanh được? Viên Thiệu chột dạ nói. Vì anh ta, Hàn Khiếu Thiên đã uy hiếp tất cả chủ gia tộc Châu Thành có mặt ở đó, sao lại không thể giúp anh ta? Viên Mộc hỏi ngược lại. Thế chúng ta phải làm sao? Lỡ bị tra ra thì cả nhà họ Viên đều sẽ xong đời, Viên Thiệu sợ phát khóc. Nhà họ Viên không sánh được với địa vị của nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ. Viên Mộc mắng, sợ cái gì? Đã tra đến chúng ta đâu? Nhưng anh nói Hàn Khiếu Thiên sẽ điều tra giúp anh ta còn gì? Viên Thiệu tuyệt vọng đáp. Viên Thiệu, chú nghe rõ đây, chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, anh biết, chú biết. Không được phép để lộ ra ngoài, nếu không sẽ hại cả nhà họ Viên. Viên Mộc nghiêm túc nói, đến cả ông nội cũng không được biết. Viên Thiệu gật đầu như chống bỏi, anh yên tâm, em sẽ không nói cho ai hết. Ai có thể ngờ được, Trần Anh Tuấn bị hai anh em họ Viên thuê người giết. Càng không ngờ chuyện hôm nay cũng do bọn họ châm ngòi. Cùng lúc đó trong phòng chí tôn của nhà hàng Quân Đình. Hàn Khiếu Thiên kết thúc câu chuyện về biên giới phía Bắc, hỏi Dương Thanh, Thanh à, cậu định xử lý đám người ở ngoài thế nào? Dương Thanh chậm rãi đáp, tôi tự xử lý được, không cần phiền tới ông chủ Hàn. Hàn Khiếu Thiên sững sờ, càng chắc chắn anh không phải kẻ tầm thường, nếu không sẽ không dám một mình đối mặt với đống phiền phức này. Anh Thanh, sao anh lại từ chối ông nội em? Anh biết mấy người kia đều là chủ gia tộc lớn của Châu Thành, không có ông em ra mặt, bọn họ sẽ không chịu bỏ qua đâu. Hàn Phi Phi cũng rất kinh ngạc, cô ta có thiện cảm với chàng trai đã cứu ông nội mình này nên muốn giúp anh. Phi Phi, Hàn Khiếu Thiên quát cô ta rồi nhìn Dương Thanh nói, nếu cậu đã có dự định của riêng mình, tôi không nhúng tay nữa. Cần tôi giúp gì cứ liên hệ bất cứ lúc nào. Được, Dương Thanh gật đầu đáp. Khi bọn họ xuống tầng 1, hơn 10 chủ gia tộc Châu Thành đã chờ sẵn. Cậu Thanh, tôi là Hoàng Trung, tôi biết sai rồi, xin cậu tha thứ. Cậu Thanh, tôi là Trương Soái, tôi biết sai rồi, xin cậu tha thứ. Cậu Thanh, tôi là Văn Đức Sinh, tôi biết sai rồi, xin cậu tha thứ. Bọn họ thi nhau cầu xin tha thứ. Dương Thanh ngó lơ cất bước đi thẳng, thấy Hàn Khiếu Thiên lên xe rời đi, anh mới ngồi vào xe của Lạc Bân. Ông chủ Trần, cậu Thanh có ý gì vậy? Rốt cuộc là tha thứ hay không? Dù sao cũng phải trả lời rõ ràng chứ. Sao ông chủ Hàn cũng đi rồi? Đám người sợ xanh mặt. Trần Hưng Hải cũng không hiểu gì, bực bội nói, sao tôi biết được? Dứt lời, lão ta cũng quay lưng rời đi. Trong một căn biệt thự tư nhân sang trọng ở Châu Thành. Một chiếc xe Phaeton màu đen chậm rãi đỗ lại trong sân, Dương Thanh và Lạc Bân bước ra khỏi xe. Chủ tịch, tên sát thủ tối qua đã bị Tiền Bưu đánh ngất, đang bị nhốt trong này, Lạc Bân nói. Hai người vừa bước vào liền thấy một người đàn ông trung niên mặc áo đen đang bị trói ngồi trên ghế ở giữa phòng khách. Giết hay không? Gã sát thủ thoạt nhìn tầm 40 tuổi, mặc bộ đồ đen sát người, ánh mắt cực kỳ hung ác. Cổ tay hắn đã rách tươm, nhầy nhụa máu tươi, hẳn là vì cố gắng giằng thoát khỏi dây thừng. Thấy Dương Thanh và Lạc Bân đi đến. Gã sát thủ trừng mắt nhìn bọn họ, đôi mắt chim ưng chẳng chịt tơ máu, tao khuyên bọn mày tốt nhất là thả tao ra, nếu không chúng mày nhất định sẽ phải hối hận. Dương Thanh bước tới, từ trên cao nhìn xuống gã sát thủ, khai ra đi, ai sai mày đi giết Trần Anh Tuấn. Tối hôm qua, lúc gặp phải truyền nhân của bá đao ở Ngũ Hành Sơn, Dương Thanh cũng đã nổi lòng muốn giết Trần Anh Tuấn, vốn định để Tiền Bưu ra tay, chẳng ngờ lại có người tranh trước một bước, giết Trần Anh Tuấn. Lúc đó, Dương Thanh đã cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, tính khống chế gã sát thủ này, thuận tiện tra thử xem người muốn giết Trần Anh Tuấn là ai. Bởi nhà họ Trần và nhà họ Tô sắp thành thông gia, có người không muốn thấy chuyện này xảy ra,
cho nên chỉ cần tra được người muốn giết Trần Anh Tuấn là ai thì có thể biết ai muốn giết Tô San. Cho tới hôm nay, Trần Hưng Hải đích thân dẫn người tới tìm anh để báo thù, anh mới ý thức được, chuyện này không đơn giản như vậy. Đừng hòng, tao sẽ không nói gì hết đâu. Gã sát thủ lạnh lùng nói, ánh mắt không hề sợ hãi. Dương Thanh khinh thường cười nhạt, mày tưởng mày không nói thì tao không tra ra được à? Thực ra, Dương Thanh đã có suy đoán riêng trong lòng, chỉ còn thiếu chứng cứ xác thực mà thôi. Đó là Viên Mộc, một thành viên của nhà họ Viên của Châu Thành. Dương Thanh đột ngột đưa ra suy đoán. Trong ánh mắt lạnh lẽo của gã sát thủ thoáng lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất trong khoảnh khắc. Nhưng xúc cảm dao động trong một chớp mắt đó đã bị Dương Thanh bắt được, điều này giúp anh xác nhận suy đoán của mình. Tao không biết thằng đó là ai, gã sát thủ lạnh lùng nói. Mày có thừa nhận hay không thì cũng không quan trọng. Dứt lời, Dương Thanh quay sang dặn dò Lạc Bân, xử lý gã này đi. Vâng. Lạc Bân vội vã đáp, trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Dương Thanh chỉ hỏi gã sát thủ một câu, sau đó đưa ra suy đoán của mình, gã sát thủ kia cũng không trả lời Dương Thanh, nhưng hình như Dương Thanh đã biết được sự thật. Mãi đến khi vệ sĩ bên cạnh Lạc Bân đi về phía mình, gã sát thủ mới ý thức được, Dương Thanh không hề nói chơi mà thực sự muốn lấy mạng hắn. Lập tức, sắc mặt hắn biến đổi, cả giận nói, mày không thể giết tao được, tao là người của Hiệp hội Võ Thuật, nếu tao mà chết, Hiệp hội sẽ không bỏ qua cho mày đâu, chắc chắn sẽ giết chết mày. Nghe đến cái tên Hiệp hội Võ Thuật, sắc mặt Lạc Bân đột ngột biến đổi. Nghe đồn cao thủ trong Hiệp hội Võ Thuật nhiều như mây, có không ít cao thủ đã đạt đến trình độ thượng thừa. Điểm quan trọng nhất là, tổ chức này vô cùng thiên vị người mình, nếu người của bọn họ bị giết. Họ nhất định sẽ tra rõ việc này, cho đến khi tìm được hung thủ, đánh chết mới thôi. Chủ tịch, cậu xem. Lạc Bân còn chưa nói hết câu, Dương Thanh đã ngắt lời, giết. Vâng. Lạc Bân không dám nói thêm một lời, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ. Đừng giết tôi khai. Cậu muốn biết cái gì, tôi sẽ nói hết cho cậu. Đúng là có một cậu thanh niên tên là Viên Mộc muốn tôi giết một người, cậu ta cho tôi 5 triệu. Tôi mới ra tay. Gã sát thủ sợ hãi quá, đỏ mắt giống lên. Ngay khi vệ sĩ của Lạc Bân đang do dự xem có nên giết hay không, bỗng có một tia sáng màu bạc vút qua. Phụt! Một con dao găm màu bạc cắm sâu vào trái tim gã sát thủ, hắn trợn trừng đôi mắt, nhìn chằm chằm vào ngực mình, con dao kia chính là hung khí hắn đã dùng để giết vô số người. Lạc Bân và vệ sĩ đều sợ ngây người. Chỉ thấy con dao mà Dương Thanh vừa mới ngắm nghía trong tay đã biến mất tăm. Thậm chí bọn họ còn không nhìn rõ Dương Thanh đã phóng dao như thế nào, sát thủ của Hiệp hội Võ Thuật đã chết ngắc rồi. Đừng nói là một sát thủ của Hiệp hội Võ Thuật, dù hội trưởng của bọn họ đến đây mà dám làm sằng làm bậy thì tôi cũng giết không tha. Dương Thanh chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói. Lạc Bân và vệ sĩ đột nhiên có cảm giác muốn quỳ bái ngay tại đây, Dương Thanh lúc này vô cùng bá đạo. Toàn thân toát ra khí chất chính nghĩa, không coi Hiệp hội Võ Thuật ra gì. Ở Chiêu Châu, Hiệp hội Võ Thuật là một tổ chức vừa thần bí vừa cực kỳ mạnh mẽ, chi hội của bọn họ trải rộng khắp thế giới. Ở Yến Đô có một câu truyền miệng thế này, thà đắc tội với 8 gia tộc lớn của Yến Đô còn hơn đắc tội với Hiệp hội Võ Thuật. Nghe câu này có thể thấy được địa vị của Hiệp hội Võ Thuật ở Chiêu Châu này lớn đến đâu. Thật không ngờ lại chính là nhà họ Viên giở trò sau lưng. Hay là giờ tôi dẫn người tới nhà họ Viên, yêu cầu ông chủ nhà họ Viên là Viên Sĩ Vũ giải thích. Lạc Bân thận trọng dò hỏi. Tạm thời không cần động tới nhà họ Trần, bên nhà họ Viên cũng không cần để ý, coi như không có chuyện gì xảy ra. Dương Thanh trầm ngâm một lát rồi nói, tới nhà họ Trần với tôi một chuyến. Dứt lời, anh quay đầu rời đi. Lạc Bân sửng sốt một chốc mới lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, ở nhà họ Trần. Người nhà họ Trần hoàn toàn không rõ ràng lắm về những chuyện đã xảy ra trước đó, chỉ biết Trần Hưng Hải đích thân dẫn người đi tìm Dương Thanh, nói là muốn báo thù cho Trần Anh Tuấn. Đúng lúc này, Trần Hưng Hải đã dẫn người trở về. Bố, hẳn bố đã báo thù cho thằng Tuấn rồi chứ ạ? Một người phụ nữ trung niên vội vàng bước đến, đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt mong đợi hỏi. Trần Anh Tuấn là con trai bà ta, từ tối qua tới nay, bà ta đã khóc cạn nước mắt rồi. Còn phải nói à, cụ nhà mình đích thân ra tay, sao hung thủ có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật được?
những người khác cũng nhìn Trần Hưng Hải bằng vẻ mặt chờ mong. Dù sao nhà họ Trần cũng là gia tộc giàu có hàng đầu của Châu Thành, vậy mà con cháu nhà họ lại bị người ta giết chết ngay tại Châu Thành này, đây quả thực là một điều sỉ nhục đối với nhà bọn họ. Chỉ khi nào khiến cho hung thủ sát hại Trần Anh Tuấn chịu trừng phạt nghiêm khắc nhất thì mới rửa sạch được nỗi nhục này. Tâm trạng của Trần Hưng Hải vốn đã rất tệ, lúc này lại bị người trong gia tộc vây lại hỏi han, lập tức nổi giận cút hết cho tôi. Nói xong, lão ta tức giận đùng đùng bỏ về phòng riêng. Chẳng lẽ, thằng danh kia còn sống? Người nhà họ Trần ý thức được điều gì đó, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Bố, giờ chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải cầu xin thằng danh kia tha thứ cho mình? Trong biệt thự của Trần Hưng Hải, một người trung niên đứng trước mặt lão ta, hỏi với vẻ không cam lòng. Ông ta là Trần Hạo, bố của Trần Anh Tuấn, bây giờ ông ta đang phừng phừng lửa giận. Ý muốn giết người nồng đượm trong mắt Trần Hưng Hải, lão ta nghiến răng nghiến lợi nói, hiện giờ thằng danh đó hoàn toàn không chịu gặp chúng ta, muốn được nó tha thứ gần như không có khả năng. Vậy phải làm sao bây giờ ạ? Chắc chắn Hàn Khiếu Thiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Lẽ nào nhà họ Trần ta thực sự đi tới bước đường cùng rồi sao? Trần Hạo ngửa mặt lên trời hét lớn. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng động cơ gào rú ầm ĩ. Sắc mặt Trần Hưng Hải và Trần Hạo lập tức xám xịt lại, có chuyện gì vậy? Oanh! Cửa phòng bỗng bật tung ra, một bóng đen bay vèo đến, nặng nề rơi xuống dưới chân Trần Hưng Hải. Khi nhận ra đó là một cái xác chết, nét mặt Trần Hưng Hải tràn đầy hoảng sợ. Ông chủ Trần, món quà lớn này có vừa lòng ông không? Giọng Dương Thanh bỗng vang lên, anh thong thả cất bước đi vào, sau lưng còn có Lạc Bân đi cùng. Ra là cậu. Con người Trần Hưng Hải co rút lại, lão ta không ngờ Dương Thanh lại đích thân đến nhà mình. Điều chủ yếu là, anh chỉ mang theo mình Lạc Bân, không có lấy một vệ sĩ đi cùng. Động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cao thủ ở nhà họ Trần, trong nháy mắt, bọn họ đã vây kín Dương Thanh và Lạc Bân ở giữa. Sao hả, ông chủ Trần định giết tôi chắc? Dương Thanh hài hước hỏi Trần Hưng Hải. Trái tim Trần Hưng Hải cũng đang điên cuồng nổi trống, ánh mắt tràn ngập rằng co, đắn đo có nên giết Dương Thanh hay không? Nếu giết Dương Thanh, chắc chắn nhà họ Hàn sẽ không tha cho nhà họ Trần. Nhưng nếu không giết, chỉ cần có thể nhận được sự tha thứ của Dương Thanh, nhà họ Trần còn có cơ may tồn tại. So sánh hai bên, dường như chỉ có thể chọn không giết. Bố, giết nó là có thể báo thù cho thằng Tuấn nhà mình rồi. Trần Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Bị lợi dụng. Trần Hạo dữ tợn muốn giết người. Dù sao ông ta cho rằng cái chết của Trần Anh Tuấn là do Dương Thanh gây ra. Lạc Bân lạnh lùng nhìn Trần Hạo, thản nhiên nói thế nào thì Trần Hưng Hải cũng được xem là nhân vật đứng đầu ở Châu Thành, không ngờ lại có một đứa con trai ngu xuẩn như ông, đúng là đáng buồn cho nhà họ Trần. Ông nói cái gì? Trần Hạo lập tức nổi giận, câm miệng. Trần Hưng Hải tức giận quát, lão ta hiểu rõ con trai của mình là người thế nào. Mặc dù Lạc Bân nói hơi khó nghe nhưng đúng sự thật. Trần Hạo thấy Trần Hưng Hải tức giận thì vội vàng im miệng lại nhưng ánh mắt vẫn đầy hận thù. Không ngờ cậu lại dám đến nhà họ Trần. Trần Hưng Hải nhìn Dương Thanh nói. Lão ta càng lúc càng cảm thấy Dương Thanh không đơn giản. Người có thể khiến cho nhân vật hàng đầu như Lạc Bân và Tô Thành Vũ dốc hết sức lực hỗ trợ ngay trước mặt Mục Đông Phong thì chắc chắn không phải là người bình thường rồi. Còn về mối quan hệ giữa Dương Thanh và Hàn Khiếu Thiên, lão ta tự động bỏ qua. Theo lão ta thấy, Dương Thanh chỉ là tình cờ cứu mạng Hàn Khiếu Thiên, chẳng bao lâu sau ông cụ sẽ chẳng còn nhớ tới cậu ta là ai. Bây giờ hai người Dương Thanh và Lạc Bân lại đến nhà họ Trần, chắc chắn bọn họ phải có chỗ dựa rồi. Cuối cùng Trần Hưng Hải quyết định không ra tay. Lão ta ra lệnh cho những cao thủ nhà họ Trần xung quanh đó, tất cả các người lui ra hết đi. Bố! Trần Hạo hoảng sợ, mặt biến sắc. Vừa định cản thì bị Trần Hưng Hải mắng, anh cũng cút khỏi đây cho tôi. Trần Hạo trừng mắt nhìn Dương Thanh với vẻ dữ tợn, sau đó chán nản rời đi. Thoáng chốc, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Dương Thanh, Lạc Bân, Trần Hưng Hải và một xác chết. Sếp Lạc và cậu Thanh đột nhiên đến thăm nhà họ Trần, chắc là có việc gì muốn nói. Trần Hưng Hải thờ ơ nhìn hai người nói, giọng điệu rất đúng mực. Mặc dù Dương Thanh chỉ cần nói một câu là có thể khiến cho nhà họ Hàn ra mặt hủy diệt nhà họ Trần nhưng Trần Hưng Hải vẫn không tỏ ra lép vế trước mặt anh.
Xếp Lạc, ông nói đi. Dương Thanh ngồi đối diện với Trần Hưng Hải. Nhưng Lạc Bân chỉ đứng bên cạnh anh, qua đó có thể thấy được ông ta làm việc theo mệnh lệnh của Dương Thanh. Chi tiết này khiến Trần Hưng Hải cực kỳ khiếp sợ. Vâng. Lạc Bân cung kính đáp lại, sau đó mới nhìn Trần Hưng Hải. Trần Hưng Hải, ông nên cảm thấy may mắn, nếu không có cậu Thanh, e rằng nhà họ Trần của ông đã bị hủy diệt rồi. Hứ. Trần Hưng Hải lạnh lùng nói, có việc gì cứ nói thẳng, tôi ghét nhất là kiểu nói vòng vo như vậy. Lạc Bân dửng dưng nhìn lão ta, Trần Hưng Hải, nếu cho ông một cơ hội trở thành gia tộc quyền thế duy nhất đứng đầu ở Châu Thành, ông có muốn không? Trần Hưng Hải ngây ra một hồi lâu rồi hoàn hồn, cười lạnh nói, Lạc Bân, cậu tưởng Trần Hưng Hải tôi là kẻ đần sao? Cho dù có cơ hội như vậy, cậu sẽ tốt bụng cho tôi à? Trần Hưng Hải, ông đừng không biết tốt xấu. Chỉ cần cậu Thanh nói một câu, có thể khiến nhà họ Trần ông lập tức biến mất. Lạc Bân hơi bực, lạnh lùng nói, bây giờ ông chỉ có hai lựa chọn. Một là tôi giúp đỡ ông làm nhà họ Viên biến mất, hai là nhà họ Trần bị tiêu diệt. Ông nói vậy là có ý gì? Trần Hưng Hải cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong lời nói của Lạc Bân. Lão ta biết rất rõ về tình hình của nhà họ Trần bây giờ. Nếu Dương Thanh thật sự muốn tiêu diệt nhà họ Trần thì bọn họ không có khả năng chống lại được. Nhưng Lạc Bân lại nói sẽ giúp đỡ lão ta tiêu diệt nhà họ Viên. Hung thủ thật sự giết cháu trai ông chính là nhà họ Viên. Mà gã sát thủ này là do nhà họ Viên phái tới. Lạc Bân chỉ tay về phía xác chết mặc áo đen, lạnh lùng nói. Mặt Trần Hưng Hải chợt biến sắc, không thể như vậy được. Những gì nên nói tôi đã nói rồi. Phải lựa chọn thế nào là chuyện của ông. Cậu Thanh chỉ cho ông nửa ngày để suy nghĩ. Hôm nay trước khi trời tối, nếu ông vẫn không trả lời thì cậu Thanh sẽ xem như ông chọn con đường chết. Lạc Bân nói xong, đứng lên nhìn Dương Thanh, cậu Thanh, chúng ta đi chứ. Tôi cần bổ sung thêm một điều, cho dù ông lựa chọn con đường đầu tiên thì cũng chỉ là thay tôi quản lý chứ không phải để cho nhà họ Trần ông khống chế mọi chuyện ở Châu Thành. Dương Thanh chậm rãi đứng lên. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Hưng Hải, ông tuyệt đối đừng âm mưu phản bội tôi. Trước đây không lâu Châu Thành có một gia tộc đã biến mất chỉ trong một đêm đấy. Ông có biết tại sao không? Bởi vì bọn họ đã lựa chọn phản bội tôi. Dương Thanh nói xong, xoay người rời đi. Lạc Bân cũng nhìn Trần Hưng Hải nói, ông là người thông minh, chắc hẳn có thể suy nghĩ cẩn thận một số việc. Nếu nhà họ Trần và nhà họ Tô thật sự trở thành thông gia thì địa vị của nhà họ Trần sẽ được tăng cao. Đến lúc đó, người không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nhất là ai? Lạc Bân nói xong cũng đi theo Dương Thanh. Trần Hưng Hải sợ hãi nhìn theo Dương Thanh đang rời đi. Gần đây chỉ có một gia tộc bị diệt trong một đêm, đó chính là nhà họ Dương ở Châu Thành. Chuyện này vốn là một vụ án bí ẩn, người của Châu Thành không biết đã có chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ biết tiền bưu rời khỏi nhà họ Dương, sau đó những kẻ thù mà nhà họ Dương từng đắc tội đều tìm tới. Nếu không phải Dương Hướng Minh nhanh trí thì sợ rằng nhà họ Dương đã bị diệt tộc rồi. Đối với các gia tộc quyền quý lớn ở Châu Thành, nhà họ Dương chỉ là gia tộc tuyến một ở Châu Thành lại có khả năng uy hiếp bọn họ lớn hơn so với hai gia tộc đứng đầu Châu Thành là nhà họ Trần và nhà họ Viên. Bởi vì nhà họ Dương có tiền bưu, một dũng tướng có thể dễ dàng lấy đầu của người khác. Tối qua, Tiền Bưu xuất hiện ở nhà hàng Bắc Phiên Xuân, hơn nữa còn vô cùng cung kính với Dương Thanh. Tất cả những điều này cho thấy Dương Thanh chính là người đã tiêu diệt nhà họ Dương ở Châu Thành. Còn nữa, mấy lời Lạc Bân vừa nói cũng rất đáng để suy ngẫm. Sau khi chuyện nhà họ Trần và nhà họ Tô trở thành thông gia bị lộ ra, Trần Anh Tuấn đã nhiều lần bị ám sát. Bây giờ nghĩ lại, ở Châu Thành này chỉ có nhà họ Viên có địa vị sánh ngang với Trần. Không muốn nhìn thấy nhà họ Tô và nhà họ Trần thành thông gia. Nếu nói thế, quả thật có khả năng là nhà họ Viên sai người ám sát Trần Anh Tuấn. Cho đến giờ phút này, lão ta mới nhận ra bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Bố có sao không? Lúc này, Trần Hạo chạy vào, lo lắng nhìn Trần Hưng Hải. Trần Hưng Hải nghiêm mặt nói, lập tức triệu tập dòng chính của nhà họ Trần, bố có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Bố! Có phải đã xảy ra chuyện gì lớn không? Trần Hạo nghi ngờ hỏi. Cút! Trần Hưng Hải giận dữ hét lên. Lão ta càng ngày càng bất mãn với đứa con trai này. Trần Hạo vội vã chạy đi. Ở bên này, Lạc Bân đang lái xe bỗng hỏi, Chủ tịch, Trần Hưng Hải sẽ tin chúng ta chứ?
Tin thì sao, không tin lại thế nào? Dương Thanh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hờ hững hỏi ngược lại. Lạc Bân nhất thời ngây ra, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng. Đối với Dương Thanh, nhà họ Trần chẳng qua chỉ là một công cụ giúp anh quản lý Châu Thành, có hay không cũng chẳng sao. Nếu nhà họ Trần thật sự muốn chết, vậy tiêu diệt là được. Chẳng qua bọn họ lại phải tìm người khác để quản lý Châu Thành. Tôi có thể tha thứ cho sự khiêu chiến của người khác, nhưng không thể tha thứ cho việc người khác lợi dụng mình. Dương Thanh đột nhiên mở mắt ra, lóe lên một luồng sát khí mãnh liệt, nhà họ Viên dám lợi dụng tôi, nhất định phải chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.